nha. Đưa lại cho ông đi, đưa lại cho ông đi con. Cái chuyện này chỉ có mình ông coi được thôi. Cổ tích là của con nít mà ông Tám. Nghe nói vậy, cổ tích là chuyện chung, ai coi cũng được hết trơn á. Tại sao tập này tụi con không được coi chung? Con không tin ông Tám giấu tụi con chuyện gì đó. Giấu gì? Hay là ông đóng vai quái chi gì trong đó? Không có cơ, cái tập này là ông chỉ nhập vô, ông đi tò tò ông coi thôi, ông có làm gì đâu. Thì tụi con cũng vô đó để coi thôi mà. Nếu ông không cho đi thì cô con cũng ở nhà lấy qua cầu ra coi à. Bởi vậy ông mới kêu tụi con đưa lại cho ông, đưa ông đi con. Hết, tại sao lại phải đưa? Thôi, mấy đứa nghe lời ông Tám đi. Đưa cho ông Tám đi việc. Ừ. Trả ông nè. Vậy mới phải chứ. Ông ngoại kêu tụi con này con. Chạy ra đó ông ngoại con, chạy lẹ lẹ. Chạy ra mau đi. Mấy đứa nhỏ này bị tôi xí gạt rồi nha. Nè mình, kỳ này tôi lên kinh thành á, chắc lâu lắm tôi mới về. Vợ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em biết rồi, mình đi về nhanh với em nha. Chứ đi lâu em ở nhà một mình em cũng sợ lắm. Tôi biết rồi, tôi cũng đâu muốn đi xa ai đâu, nhưng mà tại vì nhà mình cứ thiếu trước hụt sau hoài, mắc nợ người này người kia. Thôi, tôi đi làm ăn mà, đừng có lo nha. Mình giữ gìn sức khỏe nha. Tôi đi nha, thôi vô đi, đứng đây tôi không đi được đó. Về sớm với em nha. Đợi tôi nha mình. Bảy. Dạ. Bảy đi đâu đây? Dạ. Chào ông xã. Nè 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 nè, Bảy làm ơn Bảy nói cho nó tròn dành rõ chữ giùm tôi, cái ông xã trưởng. Bảy đừng kêu tôi là ông xã, mất công bà con cô bác người ta tưởng tôi là chồng của bà là chết luôn á. Giọng tưởng quá à. Chẳng qua tôi kêu ông xã trưởng á, tôi mới kêu ông xã dài chưa kịp chữ trưởng nhảy vô. Trời đất ơi, làm gì đẹp trai mà. Trời đất ơi, đi đâu trước trước lãng vãng trước nhà người ta đây. À, ta nói đi tuần. đi tuần. Đi tuần, cái quán của tôi kìa, phức tạp, tại sao không đi tuần giùm cái đi. Nói chung là đi tuần chỗ nào cũng tuần hết. Bây giờ đi tuần nè. Đi tuần đi. Đi nha. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái số 7 người ta hên mà dám là xui. Bài đặt nó đi tuần xạo, lén phén vợ người ta thì có. Coi chừng đó, chồng đi xa thì giữ lấy cái thân đi. Sao? Đâu ai như tôi đâu, vừa đẹp vừa thanh xuân mà đàng hoàng nữa.
thì vô đi, còn đứng đó mà hù nữa. Chờ lâu không? Đợi hồi nãy giờ muốn chết. Ta nói hồi sáng muốn vô đây lắm, đang rình rình gần gần muốn chui vô rồi. Ta nói con mẹ bảy, tự nhiên bắt gặp quả tang luôn. Năm nào phải trớ qua chuyện khác, sáng giờ rình mò muốn vô đây muốn chết luôn kìa. Chết rồi. Nếu như mà bà bảy, bà nghi ngờ, bà biết chuyện hả? Vậy là cả làng này đều biết sao? Chắc vậy quá. Thôi để về cho chắc ăn nha. Dù gì tới rồi mà về hả? Tôi giỡn thôi, tôi biết mà. Chờ chút nha. Bảy ơi, Bảy. Cái thằng con hồn nào kêu tao hoài. Bảy. Cái gì? Bảy, ba về nè Bảy. 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 Thôi rồi. Ba về rồi Bảy ơi. Ba về rồi Bảy ơi. Đứng, con còn nguyên vẹn không? Nguyên vẹn. Trời ơi. Ba ơi, ba có biết là Bảy nhớ ba không? Ba cũng nhớ. Ủa, không có nhớ. Chỉ nhớ thôi đói bụng quá, cho hai bánh uống đi. Trời ơi. Rồi Bảy biết con. Sao? Lên kinh buôn bán hả? Thèm bánh ú Bảy muốn chết gì luôn vậy? Nói cho rõ ràng. Ừ. Thèm bánh ú của Bảy bán. Thèm bánh ú Bảy bán chết luôn vậy đó. Vô xích vô. Tâm sự có nè. Rồi. Chuyện này sao? Làm vui được nhiều. Ôi, thôi cái chuyện đó không dám nói đây đâu. Nói mình Bảy biết thôi. Được Bảy ơi. Dư được nhiêu đây không? Nhiêu đây. Nhiêu đây. Dư đây. Bảy. 20 lượng, dư không? 30. Làm sao? Trời ơi. Nói nhỏ thôi nha. Hả? 120 lượng? Trời ơi bà, ơi bà. Mà Bảy ơi, bà định cho sơn tặc giết tôi hay gì vậy? Mình, tôi hỏi thiệt nè, tôi lên tỉnh thành làm ăn 3 tháng trời, mình có nhớ tôi không? Hỏi gì hay dữ vậy, vợ nào mà không nhớ chồng? Bởi vậy, miệng đời thật là ghê gớm. Ê, nhiều khi người ta thấy mình hạnh phúc với nhau nè, với lại tôi đi làm ăn xa, rồi mình ở nhà có mình ên nè. Rồi bây giờ tôi có tiền, có bạc, nên là người ta nói không có tốt về gia đình của mình. Người ta nói gì tôi hả mình? Thì người ta nói mình tiền bạc mình làm bằng mồ hôi nước mắt, rất là cực khổ, cất ở trong người, không có đưa ai giữ hết. Thì ba đưa cho vợ ba cất. Ba nghe lời Bảy không? Không có được mang về. Sao vậy? Ba tin tưởng vợ ba lắm hả? Vợ ba không còn như xưa nữa đâu hả? Không có tin tưởng nữa. Sao vậy Bảy? Bộ vợ ba ở nhà đánh bạc hay gì vậy Bảy? Không có. Anh coi như chưa nói đi ha. Bảy. Nói làm sao mình? Thôi bỏ chuyện nó qua một bên đi. Không có gì đâu. Tôi lúc nào tôi tin tưởng mình tuyệt đối hết á. Mà nè. Tôi hỏi thiệt á, trả lời tôi thiệt nha. Tôi đi làm 3 tháng trời. Ở nhà của mình á có gì lạ không? Không có. Đó, mình nhìn thấy đó, nhà mình hồi nào giờ đâu nó cũng vào đó hết trơn à. Ý tôi không phải nó là nhà của mình, nhưng mà mình á có gì lạ không? Tôi á hả? Ừ. Có gì đâu, tôi vẫn vậy mà. Vậy mà cái bà Bảy thì bà nói kìa. Bà Bảy nói gì mình? Thôi không có gì đâu. Em đừng quan tâm tới Bảy nha. Nè, chuyến này đi làm ăn á, lời lỗ làm sao mà tôi không nghe mình kể gì ráo? Vợ nói thì tôi cũng không có dám giấu. Kỳ này mình buôn bán hả? Mình lời tới 120 lạng bạc lận. 120 lạng bạc? Nói nhỏ thôi. Bộ định cho người ta ăn cướp hết à? Trời ơi, vậy là vợ chồng mình giàu rồi hả? Sao tôi mừng quá, tôi thích quá.
rồi mình đâu bạc đâu, mình có đem gì cho tôi không? Thì lúc hồi sáng tôi mới về đầu làng thôi à. Là bà con của bác nói nhà của mình không có tốt à. Rồi tùm lum la, nói chung là miễn đợi mà. Nói ở nhà vợ xảy ra chuyện này chuyện kia, nên tôi lấy số bạc á, tôi giấu ở gốc đa đầu làng rồi. Gốc đa linh thiêng nhất đó. Rồi tôi có khấn giái thần đa nữa, nên là mình yên tâm đi, không sao đâu. Có gì ngày mai mình ra mình lấy. Trời ơi, sao mà mình nhẹ dạ cả tin người ta quá vậy? Tôi đây là vợ mình, sao mình không tin tôi? Thôi chết rồi, nếu mà mình giấu ở cái ngoài cái gốc đa đó, chết, lỡ có khi nào đi ra đó không còn bạc nữa không? Nếu mất rồi thì sao? Hả mình? Sao có chuyện đó được? Trước khi tôi giấu á, tôi có giái thần đa nè, với lại tôi bỏ ngay cái gốc cây á, ở vòng trong hốc ngay cái chảng ba á, phải thò tay vô mới lấy được. Mà lúc tôi giấu bạc á, là tôi nhìn trước nhìn sau rồi, không có ai biết hết á. Thôi thì mình đã nói như vậy rồi thì tôi biết nói gì nữa bây giờ. Thôi cũng khuya rồi, mình ngủ một giấc đi, rồi sáng sớm mai dắt tôi ra ngoài lấy bạc về liền nha. Thôi cũng 3 tháng mấy rồi, tôi đi xa, thôi mình ngủ sớm nha mình. Trời, đây nè vợ ơi lại đâu có ai thấy tới đây nè ngay cái cây đa ở của làng mình, cây này là cây linh thiêng. Dạ con cảm ơn thần đa, cảm ơn thần đa đã cho con giữ số bạc ở đây. Cảm ơn thần đa giữ số bạc con, đợi anh xíu nha. Có chưa chồng? Ủa sao kỳ vậy? Ủa? Có chưa anh? Trời, ủa sao kỳ vậy? Để ở đâu? Anh cất ở đây nè. Ủa sao kỳ vậy ta? Ở đây này làm sao? Chết rồi. Ủa? Ở đâu vậy anh? Anh đang đi tìm nè. Trời ơi, cái cây đa nó lớn như vậy, anh cất ở đâu anh phải nhớ chứ. Anh nhớ mà. Anh nhớ là anh cất ở chỗ này mà sao kỳ vậy ta? Đến lên tìm lại lần nữa coi. Tìm kỹ lại coi anh. Trời ơi, chết rồi vợ ơi. Hả? Chết rồi vợ ơi. Mất hết rồi vợ ơi, mất hết chân bạc rồi vợ ơi, trời ơi, chết rồi. Thôi anh nín đi. Hay là anh lấy cái số bạc đó, anh đi ăn chơi cờ bạc, rồi bây giờ anh kêu tôi ra đây, anh dựng lên cái chuyện mà mất mát để cho tôi tin đúng không? Trời ơi, vợ cũng biết rồi đó, từ đó giờ anh đâu có ăn chơi rượu chè gái gú đâu. Trời ơi, chết rồi, mất hết 120 lạng bạc rồi. Bà con của bác ơi, bà con của bác, trời ơi, tôi mất hết bạc rồi nè, bà con của bác ơi, trời ơi, trời ơi. Chị sao tôi mới biết tôi để bạc đây rồi đâu mất tiêu rồi. Chị chính tôi để bạc đây nè, 120 lạng bạc đây giờ mất tiêu hết trơn rồi. Trời ơi, anh mười em giờ tôi để bạc đây giờ đâu mất tiêu rồi. Trời ơi mạng sống của tôi. Trời ơi. chuyện gì vậy ba lăn xùm vậy ba? Bảy nè mất hết rồi. Mất cái gì? Mất hết bạc rồi, 120 lạng bạc mất hết trơn rồi. Trời ơi xây sẩm mặt mày. Trời ơi, tại sao vậy ba? Bảy này nè tại sao vậy? Mày đã nói ba rồi, công sức của mình làm ra rồi, phải biết gìn giữ chứ. Tại sao không biết gìn giữ vậy hả ba? Không biết lo gì hết trơn, không biết chữ gì hết trơn, là đồ chồng hư. Ủa, chị là vợ lớn của anh hả? Còn chị là nhỏ của anh đó hả? Vô duyên sớm mày. Thôi đủ rồi hả? Hai người có thấy làm quá không? Đến nỗi hàng xóm còn tưởng hai người là vợ chồng đó. Tôi là vợ chính thức đứng đây, không nói một lời nào hết. Chị xin lỗi em, tại vì chị thương nó quá. Rồi bây giờ bạc mất rồi sao? Dần sao ai, dần? Ai xúi ai chỉ anh như vậy? Hả? Bảy kêu á. Tiền bạc á là vật bất ly thân. Mình đem rõ từ bảy tầm bạ. Tôi dặn rồi, không được đem về nhà. Nhà cũng không an toàn, vợ cũng không tin tưởng. Vậy mà. Cái gì? Thì ra từ đầu đến đuôi cái vụ này là do chị xúi bảo chồng tôi cất giấu vàng bạc ở đây đúng không?
chứ chồng tôi nào giờ tánh tình ảnh lương thiện hiền lành. Chị làm gì chị coi đường hả chị Bảy? Bảy dặn nó cất người chứ đâu, Bảy đâu dặn chôn cây đa đâu, tại nó nghe. Bây giờ chị tính nó... sao với tôi đi? Bảy lỡ nhiều chuyện thôi Bảy, để Bảy chuộc lỗi ha. Để Bảy suy nghĩ thử coi. Chuộc lỗi bằng cách nào? Bây giờ vàng bạc người ta mất hết trơn rồi đó. Rồi vợ chồng người ta xích mít như vậy đó, chị vừa lòng chưa? Bảy nhớ rồi. Ở trên làng trên mình có ông Quang. Ông Quang Nguyễn rất là thông minh nha, mà thanh liêm chính trực nữa. Hãy trong làng trong xóm mình ai mất của mất cả gì lên kiện là tìm ra được hết đó. Đúng rồi, mình đi kiện đi. Đúng rồi, phải đi kiện mới được. Kiện ai? Kiện bà. Hả? Gì kiện tôi? Thì do bà kêu tôi đi giấu vàng giấu bạc mới bị mất á, không kiện bà chứ kiện ai? Ba ơi là ba, bà chỉ muốn tốt cho ba, thấy không? Muốn ba cất cái chỗ kín đáo, ai mượn ba đem ra ngoài này làm chi hả? Rồi mất giờ đổ thừa tôi, thấy không? Kiện đi, kiện cây đa. Hả? Kiện cây đa? Anh có khùng không? Cây đa là vật vô tri vô giác. Anh kiện nó có ăn được nói được không? Kiện tầm bậy tầm bạ, quan đè ra đánh, tiền mất tật mang. Thôi bây giờ nè, tôi nói một lời nè, ha. Giữa bảy và vợ ba, nghe ý kiến của ai? Bảy lúc nào cũng là tri kỷ của ba. Vậy ha, vậy thì mình đi kiện cây đa. Nguyên đơn nói. Dạ con bẩm quan, con bẩm quan suy xét giùm con. Dạ chuyện là vậy. Dạ 3 tháng trước á, con có chia tay vợ con với lại Bảy để mà lấy hết tất cả số bạc của nhà để lên trên kinh thành để mà mua đồ bán đi bán lại để làm ăn. Rồi sau 3 tháng á thì con mới kiếm được 120 lạng bạc. Con về tới đây á, con gặp Bảy để mà nói cho Bảy nghe. Bảy mừng lắm. Rồi Bảy mới nói với con là cái số bạc đó không có nên đem về nhà, tại ở nhà đang có chuyện xảy ra mà vợ con á thì cũng không có tin tưởng được, nên là khi đi đường con mới thấy vậy á, con mới đem 120 lạng bạc con giấu ở cây đa. Rồi con về con nói vợ con, sáng hôm sau quay lại thì mất cái 120 lạng bạc rồi. Quang ơi Quang suy xét giùm con. Thôi, Quang ơi anh nín đi, anh ồn ào quá. Vợ ở nhà anh không tin tưởng, anh đi tin tưởng người dân. Nghe lời Bảy, cái gì cũng Bảy đó. Bây giờ mất hết 120 lạng bạc rồi đó. Anh thấy sáng mắt anh chưa? Bảy đâu? Dạ anh biết. Bảy Quay à. Sĩ. Dạ. Bảy là ai? Dạ. Dạ em là Bảy. Bảy là gì? Dạ Bảy là em. Mà em là gì? Ý Quang nói là em là dì của ba phải không? Ủa? Dạ. Hàng xóm. Dạ. Vậy hàng xóm có liên quan gì tới cái vụ án này? Dạ có chứ Quang. Chuyện là vậy. Cách đây 3 tháng trước, cũng vào mùa lá rụng, ba lên kinh để mà buôn bán. Và khi 3 tháng sau, cây bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thì ba đã trở về với hình hài nguyên vẹn. Dạ, trước khi trên đường về nhà, ba có ghé tạt ngang quán của em. Ba khấp khởi vui mừng vì ba đã buôn bán lời được 120 lượng bạc. Dạ, 120 lạng bạc. Em đã chứng mắt trông thấy ba không bao giờ nói dối, không bao giờ điêu ngoa. Ta hiểu rồi. Vậy có nghĩa là 120 lạng bạc mà nguyên đơn nói dạ là có. Dạ, chứ dạ, không phải nói dối. Dạ, có thật. Có dạ thật, có thiệt thật. Quang à, có thiệt. Vậy hãy nghe ta hỏi. Dạ. Cái cây đa này. Dạ. Khi ngươi gửi túi bạc đó. Dạ. Có ai làm chứng không? Dạ. Dạ Quang ơi, Quang cũng biết rồi đó. Lúc mà mình giấu tiền, giấu bạc hay giấu vàng á, đâu có dám cho ai biết đâu. Con chỉ lại đây á, khi con đi ngang thì con tin tưởng cây đa này là cây đa linh thiêng nhất của làng mình, nên là con mới gửi số bạc ở đây. Hồi cái sáng mai con ra lại mất tiêu cái số bạc của con rồi. Quang ơi suy xét giùm con. Bình tĩnh. Cây đa nó nuốt đó Quang à. Không có người làm chứng. Dạ. Thì sao khi công nó mất? Vì ngươi có kể cái chuyện này cho ai nghe không? Dạ có Quang. Ai? Dạ vợ con. Dạ con về con có kể cho vợ con nghe. Dạ hai vợ chồng con biết.
vợ của Nguyên Đơn. Dạ. Nguyên Đơn nói vậy có đúng không? Dạ đúng quan. Dạ hôm đó chồng con về, rồi đêm nằm hai vợ chồng có thủ thỉ là chồng làm ăn khấm khá được tới 120 lạng bạc, nhưng mà không có đem về nhà. Giữa đường á, anh chồng con ảnh nói là có ghé ngang gốc đa này nè, ảnh giấu ở đây. Rồi tự dưng sáng hôm sau ảnh khoe con, ảnh dẫn con ra đây để lấy số bạc lại, nhưng mà kiếm hoài không thấy quan à. Dạ đúng rồi quan. Dạ quan suy xét giùm con. Quan ơi nè. Dạ. Hai người có thấy đêm hôm đó đó ở nhà của mình đó, có cái gì đó khác lạ không? Hả? À, dạ, dạ dạ không. Dạ không quan ơi. Ý ta nói là nhà ngươi đó có người nào lạ không? Có kẻ thứ ba không? Dạ không. Nhà không bao giờ có người thứ ba quan. Có quan. Có ai vậy chồng? Có người thứ ba. Có. Ai? Dạ ai vậy? Dạ ai? Con chó. Con chó đâu có tính. Dạ tại quan không biết đâu. Con nuôi con chó này từ nhỏ đến lớn nó khôn lắm. Khi mà con đi xa về á là nó chạy ở đầu làng nó đón con rồi. Rồi nó khôn lắm quan ơi. Mỗi khi mà nó gặp người lạ nó sủa, mà nó gặp người quen là nó mừng lắm quan. Dạ con chó nó khôn lắm. Ủa chị có tính không quan? Người lạ thì sủa. Dạ. Người quen thì mừng. Dạ đúng rồi quan, nó khôn lắm. Dạ. Dạ. Tóm lại trong vụ án này, Bảy là người duy nhất chứng kiến Nguyên Đơn có 120 lạng bạc. Dạ đúng rồi. Dạ. Ta hiểu rồi. Lính đâu? Dạ. Dạ. Đánh 50 heo. Ý trời ơi, trời ơi. Quan ơi, trời ơi, quan cho con quá. Con chỉ là người chứng kiến thấy 120 lượng. Tụi con đâu có lấy mà tự nhiên quan đánh em vậy. Lính. Dạ. Ta có nghĩ đánh người đâu? Mới nói tôi thị nè. Đánh kỳ đa. Trời ơi, chó nó cũng nói cái gì. Đánh gì có chứ chó. Ở không quá. Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Hai cái thằng lính này, tụi bay tưởng tao nói chơi hả? Quên. Dạ. Ôi, quên kìa kìa. Trời ơi. Quánh nhẹ xìu làm sao nó khai được. Quánh mạnh vô. Thiệt là mạnh. Ôi dạ, quá đau quá, quá đau quá. Quá đau quá. Bị đá, biết nói, nói. Bị đá nổ luôn. Nói đẹp quá hả? Quánh tiếp nữa. Ôi dạ, đau quá. Ôi. Rồi con kiểu gai đau quá rồi. Bây giờ khai đi. Thôi. Dạ đưa quan. Quan rất con quá. Nhưng mà ở chỗ này đông quá trời của đất không tiện. Quan chịu khó quan bước gần con nói nhỏ nhỏ thôi. Tại sao lại phải nói nhỏ? Dạ, nói lớn quá tên trộm đủ nó nghe nó chạy mất tiêu sao? Có lý hả? Được rồi, cảm ơn sự hợp tác của Kida. Vậy là biết người lấy rồi hả Quang? Dạ hay quá Quang ơi. Ai lấy vậy Quang? Thưa bà con, ta đã biết thủ phạm của vụ án này là ai rồi. Dạ Quang Anh Minh. Được rồi. Quang anh. Dạ. Nhưng chưa tiện nói. Nguyên Đơn hãy nghe đây. Dạ bẩm Quang con nghe. Bây giờ ngươi hãy về nhà nấu vài mâm cỗ thiệt là hoành tráng để đãi dân làng. Trời ơi quan ơi, quan suy xét giùm con. Quan ơi, vợ chồng con nghèo vốn liếng mất hết trơn rồi, bây giờ con lấy tiền bạc đâu ra mà con đãi mâm cỗ đó quan ơi. Quan ơi, yên tâm Bảy tài trợ. Cảm ơn Bảy. Thôi được rồi, vậy thì ngươi hãy về chuẩn bị tổ chức vài mâm cỗ nghe chưa. Dạ. Còn bà con nhất định phải tới cho đông đủ, không được ai vắng mặt nghe chưa. Dạ đội quan. Dạ. Về Bảy ơi. Còn ông này, ông còn đứng đây làm chi vậy ông? Nè, ba ông đi luôn. Lẹ lên.
Mọi người đi hết rồi, chui ra đi cha nội. Chui ra đi ông. Dạ. Thì làm gì gãy tùm lum vậy? Dạ, quan kêu con đứng ở trong cái gốc cây đa kiến không à. Trời ơi, hai biểu chui mà không có lựa chỗ. Lựa cho được, dạ bẩm quan, con đã làm theo ý quan nói. Ừ. Con làm vậy rồi con nói đúng vậy, quan có hài lòng không? Quá tốt. Ngươi lòng tiếng rất là chuẩn. Vậy là tập 1 coi như chúng ta đã hoàn thành. Dạ. Bây giờ tới tập 2, bắt kẻ trộm. Trời ơi, đừng có đi gần nó cắn đó. Ngồi đây đi em. Đây đây, đi này nè, đi cùng tôi. Cậu chừng đừng đi gần nó cắn. Ủa, ngộ ha. Ờ, không có sủa. Mà nó còn mừng nữa chứ. Lính lương. Dạ. Bắt khai lại. Dạ. Nè, nè, bố tôi ra. Bố tôi ra làm gì bắt tôi? Bố tôi ra coi, bố tôi ra coi. Ngươi chính là thủ phạm. Nè, ông được chủ quan cho tôi nha. Thả tôi ra coi, thả tôi ra coi. Đừng có lợi dụng chức quyền nha. Bố tôi ra coi, bố ra coi, bố ra coi. Tất cả hãy nghe đây. Tên xã trưởng chính là thủ phạm của vụ án này. Hắn đã qua lại lâu nay với người đàn bà này. Bằng chứng là con chó nuôi ở trong nhà. Nó sủa với tất cả những ai đến đây dự tiệc, chỉ trừ một mình hắn ta. Điều đó chứng minh con chó đã quen hơi với hắn từ bấy lâu nay. Quang nói quá đúng. Quang biết không, con chó này nè, nó giữ thí mồ tổ vậy. Mỗi lần mà tôi qua tôi giao bánh uống nha, nó rượt nó chạy, tôi chạy gần chết luôn vậy đó. Ừ. Nhưng mà trái lại đối với cái tên này, nó không sủa mà nó còn mưng nữa. Đó, hung lìa vậy đó ha. Chứng tỏ là đến nhà nhiều lần lắm cho nên nó quen mặt tôi nè. Trời ơi. Trật tự, bà con hãy trật tự. Vào cái đêm mà Nguyên Đơn đã bất ngờ trở về nhà, xã trưởng nó không hề hay biết, nên hắn dẫn đến đây như thường xuyên. Và con chó vì đã quen hơi hắn nên nó không sủa. Cho nên hai vợ chồng bàn chuyện ở bên trong, hắn ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. Và ngay trong đêm đó, hắn đã chạy ra gốc cây đa lấy mất túi bạc. Chính hắn là thủ phạm. Quá đáng. Còn chối nữa không hả? Tư tình với vợ người ta đã vậy còn là lấy của người ta nữa, có phải tụi nó là ăn cướp không? Ơi mình ơi mình, tại sao vậy mình? Tôi lên kinh thành để mà tôi làm ăn, về lấy tiền lo cho mình sửa sang nhà cửa, mua quần áo đẹp cho mình, tại sao mình đối xử với tôi như vậy? Bảy nói mà không tin. Trật tự. Xã trưởng, bây giờ ngươi có chịu nhận tội để được hưởng lượng khoan hồng hay không? Hay là đợi ta tra khảo lúc đó mới nhận tội hả? Dạ quan ơi, để con khai. Dạ con thú thiệt với quan, xin quan tha tội cho con. Chính con là người lấy số bạc đó đó. Con hứa với quan, con hứa với quan, hứa với bà con, con sẽ gửi lại tất cả, không thiếu một lạng bạc nào. Chẳng qua là buổi tối đó con vô, con nghe được chuyện của hai người nói chuyện, xong rồi cái con nổi máu tham lên nên con mới lấy cắp. Xin quan tha tội cho con đi quan. Quan ơi, con xin quan, con là đàn bà ngu muội, con biết con sai rồi. Một phút nông nổi mà con nghe lời sằng bậy của tên xã trưởng này, quan ơi quan tha mạng cho con nha quan. Chồng ơi, em biết lỗi của em rồi, em ngu muội quá chồng. Chồng tha lỗi cho em nha chồng. Bà con ơi, bà con tha tội cho tôi nha bà con. Bà con ơi. Vụ án đến đây coi như kết thúc. Lính đâu? Dạ. Cầm cổ hai tên này, đưa về quyển đường, chờ xét xử sau. Coi lén phải không? Ông đã chuẩn bị rồi, không có coi lén được đâu. Coi... À, chạy đi, chạy đi. Coi chừng té nha.
Đó, chuyện bại thành thắng vậy hay không? Bây giờ ông cháu tụi mình đi chơi khỏe rồi. Trời ơi, ông không biết chứ, ông ngoại thì dễ, còn gì hay khó chết đi được á. Đi xíu là hỏi thằng Lý thằng Tí không à. Thì mình nói mình đi đóng phim rồi mà. Em không biết đóng phim mà. Giỏi. Tưởng dễ đóng phim lắm hả? Lỡ gì hai hỏi đóng phim gì, rồi đóng ở đâu nữa. Mà mệt lắm á. Gặp tôi á, để tôi trả lời. Tôi chỉ đóng vai quần chúng thôi, toàn đóng vai cọp nè, quỷ dữ. Mà gì không nhận ra đâu. Nhắc lại mới nhớ nha, sao không khi nào tụi con được đóng vai chính trong cổ tích vậy không? Bí mật là không bao giờ được bật mí. Bật mí là nghỉ chơi à? Với lại tụi con nghĩ sao vậy? Tưởng đâu con vô nhân vật chính là sướng lắm hả? Nhân vật chính là phải lên bờ xuống ruộng đó mấy con. Nhưng mà cuối cùng vẫn được xuống mà ông. Khỏi chút có sao đâu. Ai biết được. Như cái chuyện chàng gì nè, có đứa nào dám làm không? Không, con không làm đâu. Con không làm đâu. Không làm đâu. Biết ngay mà, thấy chưa? Con làm ngon. Bo đừng có làm. Bo đóng chàng ngốc á, là xuất sắc luôn á. Chặt bo hoài à. Chàng ngốc được. Chàng trời đất ơi, tụi này nó lanh ghê nha. Nó không chịu chờ mình gì hết trơn tụi. Ủa sao mình lại mặc vậy ta? Ủa đồ lạ vậy ta. Wow, tôi có cái trông trống đẹp quá nè. Ủa đẹp dữ vậy hả? Đẹp quá vậy ta. Ủa em đang cầm gì đây? Ủa gì ngộ vậy? Ờ. Sao? Tôi với chú ấy có mà. Ông biết ba ông có gì bảo. Thôi kệ, không có thì khỏe chứ gì đâu. Ông nói vậy là sao? Thôi em ăn bỏ mày nha. Ơ chú ơi, đi đi chú. May quá, bốn tụi mình đi chung, chắc không phải là chàng ngốc đâu ha. Vậy ai là chàng ngốc vậy? Mà chàng ngốc đang đâu? Ờ đúng rồi. Thôi, giờ đi tìm chàng ngốc đi. Đi bỏ mày. Uống nước đi bà. Trời đất ơi. Nước nóng hả? Cái ly này dơ hay sợ ai uống nổi trời. Ngốc đâu rồi trời, rửa ly kiểu gì kỳ vậy? Tôi rửa. Hả? Ủa sao ông rửa vậy? Ngốc đâu? Nó chuẩn bị nghỉ, không làm nữa. Trời ơi, ông phải giữ nó lại. Nó nghỉ rồi á hả? Nhà cửa chán bá ông làm hết trơn á. Tự nhiên nó làm mình không tốn tiền công. Ở đỡ không công, không tốn đồng nào tiền cho nó nghỉ là sao vậy? Ai nói bà không công? Hồi xưa nó vô làm bà hứa với nó đó. Ê, mỗi một lần 5 năm bà trả nó là một nén vàng. Bây giờ nó làm 3 lần 5 năm rồi, là 15 năm rồi. Bà phải trả nó 3 nén vàng cho bà biết. Ông riết giống nó ha. Tôi nói là nói cho qua chuyện vậy thôi. Nghĩ sao? Tự nhiên trả nó 3 nén vàng cho tôi sạc nghiệp hả? Biết vậy nhưng mà bây giờ không trả nó sao được. Nó đâu nghĩ bà phải trả vàng cho nó chứ. Ê, bà hứa bà giữ lời chứ làm sao giờ? Trời ơi, nó đòi nghĩ phải tìm cách giữ nó lại. Vũ ngọt nó. Nó không chịu làm là sao? Nó không chịu làm, ông làm cách nào cho nó phải làm. Còn á, nó không làm, ông phải làm hết việc nhà đó. Việc nhà tôi làm hả? Thì còn gì đó. Dạ, ông bà gọi con. Ờ. Không phải rồi, ngồi đi con, ngồi đi. Ngồi đi con. Dạ. Uống nước không? Dạ khỏi, con không có uống, con không có khát. Nãy giờ con làm gì vậy con? Dạ con chọn đồ. Con định, con sửa soạn xong á, con lên con thưa ông bà để con đi. Sao tự nhiên đi không nói bà một tiếng nào nè. Mà bà nói nghe nè, ở với ông bà là sướng nè. Ăn ngủ thoải mái nè. Ông bà ăn dư cái gì cũng đều ăn cái đó. Bà nhắc chưa biết trước nhà con đi chỗ nào không có sướng bằng nhà bà đâu nghe chưa. Con biết ông bà thương con, nhưng mà con ở 15 năm rồi, bây giờ con muốn đi. Con nghe bà con nói không, không có ở chỗ nào mà thương con bằng ở chỗ này trơn. Không có chỗ nào làm việc hơn chỗ này. Con thấy không, ở đây là không có chỗ nào mà làm nhiều hơn chỗ này hết trơn. Cũng không có chỗ nào mà ăn ít bằng. Ăn dư ở chỗ này, bà con nói là không có thứ gì mà ông bà ăn dư mà không cho con hết trơn á trời. Lúc ông nào ông bà cũng nghĩ tới con hết. Đúng đó, đó, đó. Con định đi đâu làm gì mà con bỏ ông bà thì tội nghiệp. Bà ở 15 năm rồi, cho nên ông bà rất là thương con như là con ruột của ông bà. Cho nên ông bà không nỡ để con đi. Khóc lên.
cho nên bây giờ con đi là ông bà chỉ có chết thôi, mà nhất là ông đó. Nhưng mà bây giờ con bao nhiêu tuổi vậy ông? Thì con có 30 tuổi chứ còn nhiều hồi đâu. Hồi đó nó vô là nó mới 15 tuổi đó. Ừ. Hồi đó vô là sách thủ nước con không nổi đó. Ừ, ông bà phải nuôi con đó, bây giờ mới 30 tuổi chứ nhiêu. Bây giờ con ở thêm bao nhiêu? Con ở thêm chừng 15 năm nữa thôi. 30. Ba chục đi con, ba chục. Khoan khoan ông ơi, mà con là 30. Ừ. 30. 30 và thêm 15 nữa là con hết biết bao nhiêu rồi, mà thêm 30 nữa là con bao nhiêu tuổi vậy ông? Thì đừng có tính. Tính tuổi làm cái gì? Ông bà đi. Ăn uống không thiếu một cái gì hết. Đúng rồi. Con lo vấn đề chỗ ăn chỗ uống thôi, chỗ ngủ chỗ làm việc thôi. Đúng còn rồi. Chuyện tuổi con tính làm gì? Con có tính tuổi để làm gì nói ông bà dạ, nghe coi. Để con cưới vợ. Cưới vợ đâu cần tuổi. Dạ tại mấy cái người kia nói á, kêu con về hỏi tuổi ông bà để con cưới vợ sinh con, với lại kêu ông bà trả tiền công con ở đợ 15 năm. Tại vì ngày xưa ông bà hứa với con là con làm việc 5 năm. 1 2 3 4 5. 5 năm là ông bà sẽ trả cho con một nén vàng. 10 năm, 10 năm là 2 thêm 5 năm là 15, là ông bà phải trả con 3 nén vàng. Để con về con đi cưới vợ. Tôi không ngờ nó tính giỏi dữ vậy trời. Còn khôn tôi nữa. Chứ còn gì đó. Con à, bây giờ ông nói con nghe nè, cưới vợ đâu cần tuổi. Ừ. Năm nay con mới 30 tuổi đúng không? Đúng rồi. Đúng không nè. Nếu mà con để ông con ở đợi thêm khoảng chừng 30 năm nữa đó, lúc đó con sẽ cưới vợ, mà sẽ không bao giờ bị ân hận, con hiểu không? Nhưng mà 30 năm nữa con hết ngón tay để đếm rồi, con đếm không được nữa. Thôi con biết đường tính đâu. Thôi ông bà trả cho con 3 nén vàng thôi, con nghĩ con đi cưới vợ. Quyết nghĩ phải không? Dạ. Quyết đội vàng phải không? Dạ đếm hết được rồi. Ý con đã quyết vậy phải không? Dạ. Ông trả. Hả? À, không có gì. Trời ơi, ông trả nó 3 nén vàng tôi sạc kia bác. Bà sạc cho tôi cũng gạt quá. Hả? Mình người lớn, đừng để mất uy tín với nó. Để ra gỡ nó. Dưới ra coi. À, không ấy gì nè. Con ở thêm đi. Ở thêm chừng 15 năm nữa bà đưa thêm 6 nén luôn. Được không? Thôi con không cần nhiều đây, con cần 3 nén vàng để con cưới vợ là được rồi. Rồi. Vàng có vàng. Không lẽ con làm gì vậy? Tôi biết bà thương vàng lắm, tôi biết. Không. Cái gì vậy? Để lấy vàng cho nó coi lên cho nó coi. Đúng vàng thôi. Nè. Mình này là của con đó. Ở 5 năm là 1 nén, 10 năm là 2 nén, 15 năm là 3 nén. Vậy là con uổng công con đi ở đợi rồi. 5 năm là được 1 nén vàng, 10 năm là 2 nén vàng, 15 năm là 3 nén vàng. Đúng rồi. Đúng là 3 nén vàng rồi. Trả cho con 3 nén vàng đi bà. Rồi 3 nén vàng mà trả cho con đi bà. Bà không nỡ để con đi nên bà muốn khóc luôn bà. Thương vàng. Thì của con công cung là 3 năm nè. À, tiền đấy 3 nén vàng bà trả đủ rồi, con đi cưới vợ sớm sớm đi con ha. Dạ. Bà đuổi gấp đi. À đâu có đâu, ba mới vợ sớm mà. Hai. Ờ đúng rồi. Cục này là cục thứ 3. Đúng là 3 nén vàng rồi. Con cảm ơn ông bà. Ừ. Ông bà thương con nhiều quá. Bây giờ con đi cưới vợ nha ông bà. Nhớ là ông bà đưa đủ 3 nén rồi nha chứ. Lấy hỏi ông bà trả đủ hết đi nha chứ. Con cảm ơn bà. Con chào ông bà con đi. Dạ con. Vậy con đi cưới vợ nha ông bà. Khi nào rảnh con quay trở lại ở đợi cho ông nữa nha. Dạ. Không nhận ông á vậy. Nhưng mà vậy mà cũng biết giàn giả. Ông làm tôi muốn rớt tim luôn nè. Nè. Gì? Mai rửa đi cho sạch sạch đi. Giờ thì ớn ai dám uống. Vậy là mình được sung sướng rồi. Mình sẽ không cần làm cực khổ nữa. Mình sẽ đi cưới vợ. Có vàng rồi, ông bà chủ nói có vàng là làm gì cũng được. À, anh Khôn. Lâu quá hẹn mới gặp lại hẹn. Gì vậy? Tiền công của em đi làm công 15 năm á. Hả, tiền công hả? Dạ, em được 3 cục vàng. Vàng cũng vàng thiệt á. 15 năm trời có 3 cục vàng. Dạ được 3 cục vàng. 3 cục vàng cứ dạ. 5 năm cục, 5 năm cục. 5 dạ năm đúng cục. Rồi. Ông bà chủ á, khen em siêng năng với lại thông minh lắm. Ông nói là người mà siêng năng á, là làm việc không có cần ăn cơm. Đó, là em nghe ông nói đúng với lại ông khen em thông minh á, cho nên em làm việc em không có ăn cơm. Chỉ làm việc thôi mất thời gian lắm. Trời ơi, 15 năm trời mà không ăn không uống gì làm gì nổi, mà để mày ăn lá cây, mày cạp đất mày ăn. Dạ không có, ông bà chủ ăn xong á đồ ăn ngon không à, ăn hết rồi á, cái còn nhiêu đó là cho em ăn.
Trời ơi, công nhận nó thông minh dễ sợ luôn á. Mãn mãn này phải cả vàng thiệt không? Dạ vàng thiệt đó anh. Thấy như không phải vàng thiệt á. Nè anh coi thử đi. Vàng thiệt đâu, vàng thiệt. Anh lấy một cục coi thôi. Dạ. Ừ thôi cũng được. Dạ. Ừ. Để tôi thử tôi coi ha. Anh hết hồn rồi phải không? Chưa bao giờ thấy vàng đúng không? Đúng rồi, làm thợ bạc không bao giờ thấy vàng. Đúng rồi. Em làm công cho ổng 15 năm á, em có một cái ước mơ. Ước mơ em lên anh nhỏ nhoi lắm. Ước mơ hả? Dạ. Ước mơ nhỏ nhoi lắm dạ. Hả? Làm gì, làm gì? Em đi cưới vợ. Cưới vợ mà nhỏ nhoi hả? Dạ, đó là ước mơ của em đó. Cưới vợ mệt lắm á mày. Đừng giỡn mày, nhỏ nhoi gì đó lớn lắm à. Đừng giỡn. Nhưng mà bù lại bây giờ em có vàng rồi em sẽ đi cưới vợ được rồi. Cứ có vàng là cưới vợ hả? Dạ, ông chủ nói em có vàng là làm được hết á. Ba cục bạc. Rồi xong mà mạ vàng lên mày dám nói là ba cục vàng. Anh ơi, anh ơi. Hả gì? Trả cái cục vàng lại cho em đi để đi cưới vợ. Mà nè anh nói nè. Dạ. Ông chủ của em cho em cái vàng này là cái vàng gọi là để bán em ăn uống rồi chứ không phải cái cục vàng này để em đi cứu vợ. Ủa? Hiểu không? Cái sao? Vàng này là cứu vợ không có được. Có sao kỳ vậy? Vậy ước mơ 15 năm của em. Ước mơ 15 năm anh sẽ cố trách để giải quyết cái ước mơ 15 năm của em. Dạ dạ anh chỉ cho em đi. Nhưng mà nói thiệt nha, anh làm này anh cũng lỗ lạ lắm. Anh ơi, anh giúp giùm em đi chứ. Em làm lụng 15 năm rồi, cực khổ lắm. Bây giờ ôi em không cưới được vợ được luôn. Đâu, anh thấy anh giúp đỡ cho em vậy về anh chết. Anh ơi, chết. Em năn nỉ anh đổi cho em cái cục vàng nào mà cưới vợ được đi anh. Em năn nỉ anh mà. Thôi vậy nè. Anh thấy anh cũng quý mày. Dạ. Anh cũng thương mày. Anh sẽ đổi cho mày ba cục bạc của anh. Để mày lấy ba cục bạc đó mày cưới vợ. Ba cục bạc là cưới vợ được hả anh? Gì vậy anh đổi ba cục bạc cho em đi. Đổi ha. Dạ anh đổi cho em đi. Thầy nói á nha. Bạc là quý hơn vàng đúng không anh? Bạc quý hơn vàng. Bạc quý hơn vàng. Bạc quý hơn vàng. Cảm ơn anh tốt bụng. Cảm ơn anh. Mình phải đi cưới vợ thôi. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mà nó thấy một cái thằng mà nó khôn gì đâu mà nó khôn. Bạc quý hơn vàng, bạc quý hơn vàng, cưới được vợ rồi. Tao mới vui hơn mày rồi mày. Từ hồi sáng giờ ba cục chì thành ba cục bạc mạ vàng. Tôi về là mình ơi, có đồ rồi mình ơi. 2, 3, ba cục. Cục này là cục thứ 3. Cục này là cục thứ 2. Cục này là cục thứ 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2. Đọc thêm số 1 đi em. 1. Em. Dạ. Em cầm gì vậy? Cái này là bạc nè chị. Cái gì? Ai nói với em này là bạc? Anh thợ bạc. Thật ra ban đầu là ông bà chủ á là cho em ba cục vàng. Nhưng mà cái anh thợ bạc á, ảnh gặp em ở ngoài đường. Anh nói là ba cục vàng á là không đi cưới vợ được. Cái ảnh nói á, ba cục bạc này mới cưới vợ được. Anh tốt bụng dữ lắm chị ơi. Ảnh đổi cho em luôn đó. Anh thợ bạc nói với em. Dạ. Ôi sao cái thằng này mà nó khờ gì nó khờ dữ vậy. Mình gạt nó được ba cục chì này. Em. Chị. Em dễ thương quá à. Ai cũng nói vậy hết trơn á. Ừ, đi hỏi vợ ha. Dạ. À, hỏi vợ làng nào? Dạ em gặp vợ là em cưới liền à. Cũng nên cưới vợ làng này. Dạ. Em ơi. Em thấy gì không em? Ủa ghê quá. Ủa ghê quá em ơi. Ghê quá chị ơi. Sợ quá. Em sợ quá. Chị sợ quá em ơi. Mà chị nhìn cái gì vậy? Em nhìn cái gì vậy? Ủa em thấy chị nhìn mà. Ờ chị cũng thấy em nhìn mà. Đâu có gì đâu chị. Ờ chị thấy cũng có gì hết á. Ủa lá cây thôi. Chắc là nhiều khi chị em mình nhìn. Ê trời ơi em ơi. Tiền kìa. Trời em ơi. Ủa tiền vàng của ai vậy? Nhiều quá em ơi. Cái này là tiền á chị. Tiền đó em. Cái này có cưới vợ được không chị? Cưới nhiều cô vợ nữa đằng khác. Có bao giờ tự nhiên trời thấy mình nghèo quá, trời cho mình không em?
Đây là của trời cho đó. Đúng rồi, chị đang nghèo đó, trời cho chị đó. Còn em đang giàu mà, em có bạc nè. Hai chị em mình cùng nhìn thấy, có nghĩa là hai chị em mình được trời cho hết. Mà chị thấy em sắp đi cưới vợ rồi, thôi chị cho em đó. Em cầm đi cưới vợ đi. Thôi, chị thấy là của chị đó, em không lấy đâu. Thôi, em lấy đi. Em lấy kỳ lắm của chị đó. Thôi, không có kỳ đâu, em lấy đi. Em có bạc rồi, chị cứ giữ đi. Ủa cha, cái thằng này đây lại sắp tiền vậy mà nó cũng chê nữa. Thằng này, em ăn gì chưa? Dạ chưa. Chưa ăn gì hả? Dạ. Hèn chị thông minh thấy sợ luôn vậy đó. Chị khen em hoài. Em dễ thương quá à. Em cầm đi chị cho em. Thôi kỳ lắm. Lấy mà. Kỳ lắm. Cầm đi. Thôi em nói không kỳ đi. Em nói không kỳ đi rồi chị nói em nói không kỳ đi. Không kỳ đi. Không kỳ chị lấy. Nói không kỳ chị lấy. Không kỳ. Không kỳ. Thôi đúng rồi đó. Không kỳ gì mới ấy. Chị em lấy đi. Chị cho em à? Chị cho em. Ủa? Chị tốt bụng như vậy. Ừ. Chị cho em nhiều tiền để em cưới vợ. Vậy em cho chị cái gì để em cũng tốt bụng ta? Thì ba cục chì nãy á. Chì nào? Cái này nè. Cái này là bạc. Đúng rồi. Ba cục bạc. Chị quên. Đây. Cục 1 nè. Cục 2 nè. Cục 3 nè. Em tính cho chị ba cục này phải không? Chị em mình tình nghĩa mà, chị lấy ít thôi. Em cứ lấy nhiều đi. Hay, chị lấy phần nữa đi. Thôi được rồi, chị cho em đó. Trời ơi, chị không có xài được cái này đâu. Em sắp cưới vợ rồi, em cần phải mua sắm đồ đạc đồ cho vợ em chứ. Nên em phải cần nhiều tiền nha. Mà chị ơi, cái này có cưới vợ được không vậy? Cưới vợ được, cưới bao nhiêu cũng được á. Em cứ cầm đi, em đưa là người ta chịu lấy liền à. Cái này với cái này nó có bằng nhau? Hơn, cái này phải hơn cái này chứ em. Hơn nhiều, em yên tâm đi. Chị đi nha. Dạ. Trời ơi, sao chị tốt bụng quá vậy? Em cũng tốt bụng lắm. Cảm ơn chị tốt bụng nha. Trời ơi, vậy mình chuẩn bị cưới được vợ rồi. Mà này nhiều quá, sao cưới hết vợ đây? Thôi mình cưới một vợ thôi. Mình lấy cái này ra mình cưới vợ nè. Mình lấy cái này cho vợ xài nè. Cái này mình xài nè. Còn 1, 2, còn 3. Ba sắp để cho vợ mua quần áo. Trời ơi, sao có người tốt bụng quá vậy? Cảm ơn chị nha. Vợ ơi, em cầm cái gì mà đẹp quá vậy? Từ nào giờ anh không biết này luôn hả? Từ đó giờ anh chưa biết cái này. Cái này là cái gì, nó quý không em? Trời, nó quý lắm á anh. Nó là thiên địa vận á. Thiên địa vận hả? Thiên địa vận là sao em? Là họ bất kỳ ai mà có cái này nha là thay đổi được vận mệnh nè, còn có nhiều tiền tài nữa, rồi thăng quan tiến chức luôn á. Trời ơi, vậy là báu vật quý giá thiệt rồi. Mà anh ơi, anh đừng có nói cho người thứ ba nghe nha. Anh biết rồi. Mà thấy anh cũng thích nó nên là em cho anh nè. Em cho anh báu vật hả? Dạ. Thay đổi vận mệnh. Chỉ là anh sẽ đi giúp người. Anh sẽ thay đổi vận mệnh của người ta. Anh sẽ đi giúp người. Mà em cho anh báu vật quý như vậy, anh phải có cái gì cho em chứ. Chờ anh. Đây. Tiền này là tiền anh đi cưới vợ nè. Anh cho em 15 năm làm công của anh đó. Anh sẽ đi giúp người ta. Anh không cần cưới vợ nữa. Anh sẽ đi giúp người ta. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nhỏ nha. Anh sẽ đi giúp người. Vậy là mình hoàn thành xong nhiệm vụ rồi. Giờ chỉ còn đợi Bảo với lại Chuối thôi nha. Mình đã có thiên địa vận rồi, từ nay mình sẽ thay đổi vận hạn. Bảo vật quý giá nhất trên đời chỉ có mình có thôi. Hai đứa nhỏ, con nhà ai mà tội nghiệp quá vậy?
chắc là nó chưa bao giờ có được một cái báu vật quý giá này. Nhưng tội nghiệp quá, mình sẽ cho nó mượn nó chơi một chút xíu rồi mình lấy lại cũng không sao. Em bé ơi, có thấy thiên địa dẫn của anh quý giá không? Có muốn chơi không? Anh cho mượn chơi một chút xíu rồi trả cho anh nha. Thiên địa dẫn là sao? Trời ơi, em không biết hả? Đây là thiên địa dẫn quý giá lắm đó, chỉ có một mình anh có thôi. Muốn chơi không? Anh cho chơi một chút trả lại cho anh. Biết rồi, chơi chi nữa? Em biết thiên địa dẫn hả? Cái thiên địa dẫn này thay đổi vận hạn đúng không? Em còn nhỏ như vậy mà cũng biết nữa hả? Trời ơi, em có cái còn quý hơn nữa. Ủa vậy hả? Quý hơn thiên địa dẫn của anh hả? Đâu cho anh coi một chút đi. Không, em không có cho coi ngọc lưu ly của em đâu. Ngọc lưu ly hả? Trời ơi, mới nghe cái tên thôi là đã nghe thấy quý rồi. Em à, cho anh coi một chút xíu đi. Chưa bao giờ anh nghe tới cái tên ngọc lưu ly hết. Cho anh coi chút xíu đi. Đâu có được, ngọc lưu ly này có cánh đó, mở ra là nó bay mất sao? Ngọc lưu ly sao lạ vậy? Đúng rồi. Ờ, thì ai có ngọc đó thì sẽ trở thành dương giả. Đại khái là vậy đó anh. Có ngọc lưu ly là trở thành dương giả hả? Trời, quý quá vậy. Bây giờ làm sao đây? Anh có cách rồi. Bây giờ mình đổi nha. Là em lấy cái thiên địa dẫn của anh, em đưa ngọc lưu ly của em cho anh được không? Nè nè, em cầm thiên địa dẫn đi. Dạ. À, em thấy đẹp chưa, đẹp chưa? Đâu, đâu nè, ngọc lưu ly đâu, cho anh coi chút xíu đi. Trời ơi, đẹp quá, phát sáng ra. Ủa, mà hình như nó kêu tiếng gì vậy? Trời ơi, ngọc quý thiệt rồi, nó mới kêu tít nữa. Đây, đây, đưa ngọc lưu ly cho anh đi. Không được, thế thì nó bay. Thôi, em có túi vải nè, để em bỏ ngọc lưu ly vô cho. Hả? Chắc lấy. Đó, bây giờ nó khỏi bay được rồi đó. Hay quá, để ra nó bay hả? Dạ. Hay, quý quá, quý quá. Nhưng mà không được em ơi, ngọc lưu ly này quý giá quá, mà anh là dân nghèo, không xứng đáng để có ngọc này đâu. À, anh nghĩ ra rồi, anh sẽ đem ngọc lưu ly này lên tặng cho ông vua. Anh sẽ lên nhà ông vua, anh tặng cho ông vua mới xứng đáng có ngọc lưu ly này. À, mình tặng cho ông vua, mình sẽ tặng cho ông vua, mình sẽ lên nhà ông vua, mình tặng cho ông vua, mình tặng ông vua ngọc lưu ly, mình tặng cho ông vua ngọc lưu ly. Trời ơi, đúng là ngốc thiệt. Ê thằng kia, cái chỗ này chỗ nào mà đi vô mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Biết ở đây là chỗ vua ngự không mà giờ lại vô đây? Ủa? Chỗ này là chỗ vua ngủ hả? Ông vua thức chưa anh? Em có chuyện quan trọng muốn gặp ông vua. Ây da. Vua ngự chứ không phải là chỗ vua ngủ. Mày lộn ngôn mày. Đúng rồi anh, nhưng mà em có chuyện quan trọng muốn gặp ông vua. Trời đất, vua mà tưởng như tao không gặp là gặp hả mày? Nhưng mà em có ngọc lưu ly để dâng tặng cho ông vua. Ngọc lưu ly. Dạ. Mất cười quá rồi. Làm gì vậy? Mặt đó có ngọc lưu ly. Em nói thiệt mà, em có ngọc lưu ly muốn dâng tặng cho ông vua. Bây giờ có cho em vô gặp ông vua không? Mày tin không? Tao thấy nó cũng thật thà đó. Nó không phải là cái người gian xảo. Mà nhìn kỹ coi, nó không có giống mấy cái người mà xạo trá đâu. Mày tính làm sao? Để vô tao quan, lỡ thằng này nói thiệt á thì để mình quan chịu. Đi, tao canh cho. Mày ra mày. Đứng ở đây à? Đứng im chỗ đó. Ổng quan là thằng này. Tên dạ. Kia, ngươi nói là ngươi có ngọc lưu ly dân vua à? Dạ phải. Có đúng là ngọc lưu ly không? Hay chỉ là một cục đá vô chi vô giác không có giá trị? Quan đừng có nói tầm bậy. Mày hổn không được nói quan tao tầm bậy nghe mày. Quan đừng có nói như vậy. Này là ngọc lưu ly thiệt đó. Con phải đổi bằng 15 năm đi ở đợi của con mới có được đó. Quan biết không? Thôi. Nhà ngươi nói nhiều quá.
Bây giờ nhà ngươi nói thật phải không? Nếu là thật phải đưa ta coi trước, rồi nhà ngươi mới dâng được cho vua. Không được đâu quan, Ngọc Lưu Ly mà quan mở ra quan coi là nó bay mất tiêu đó. Trời ơi, Ngọc Lưu Ly mà biết bay nữa. Dạ. Ngọc đâu phải người đâu mày, mà nó đúng biết ngồi sao biết bay vậy trời. Trời ơi, không những nó biết bay mà nó còn biết kêu tít 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 nữa, nghe hay lắm. Nè quan quan nghe thử đi. Đó, đó. Nè nè. Đó, thấy không? Nè. Đó. Thấy chưa? Thấy chưa? Đó. Được, nếu như ngươi nói thật, bây giờ ngươi cũng phải cho ta coi trước mới được dân vua. Nó bay mất rồi quan lấy đâu ra mà quan mày không có hổn, mày nói quan tao đền mày nghe mày. Được rồi, nếu ta coi nó bay ta sẽ đền cho nhà ngươi, được chưa? Quan hứa nha. Ta hứa cho ngươi. Lảm nhảm hoài. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, Ngọc Lưu Ly. Má, không biết đâu ra, quan đền cho con, quan đền cho con. Thằng kia, thằng kia, đứng lên, lên. Quan đền cho con đấy. Thôi được, thôi được, không chịu đâu. Ngọc Lưu Ly con bay rồi. Được rồi, ta sẽ đền cho nhà ngươi. Bây giờ ta cho nhà ngươi gặp nhà vua được chưa? Bây giờ gặp vua cũng đâu có Ngọc Lưu Ly đâu mà cho ông nữa. Thì bây giờ nhà ngươi gặp vua, nhà ngươi sẽ kể lại những cái gì mà nhà ngươi biết. Dạ. Rõ chưa? Dạ. Đi. Dạ con cảm ơn quan. Con vô con mát ông vua nè. Thôi, mình về đi. Vua ơi, vua ơi. Dạ tâu hoàng thượng, hắn chính là người xin dân ngọc lưu ly cho hoàng thượng, nhưng thần đã lỡ. Ây, vua ơi, cứu con đi vua ơi. Viên ngọc lưu ly của con đổi bằng 15 năm đi ở đợi của con, ông quan không làm bay ngọc lưu ly của con rồi vua ơi. Nè, ngươi nói cái gì mà lung tung vậy? Cái gì là công 15 năm, rồi cái gì là ngọc biết bay? Hãy nói lại cho ta rõ. Này tên kia, đầu đuôi như thế nào ngươi hãy trình tấu lại để rồi hoàng thượng xử cho. Dạ. Tại sao ngươi lại khóc than thảm thiết như vậy? Dạ vua, chuyện là vậy nè vua. Như Ngọc bay mất tiêu rồi vua. Thôi 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 thôi, ngươi đừng có khóc nữa. Tóm lại, viên ngọc lưu ly này ngươi mua bằng công 15 năm đi ở là 3 nén vàng, đúng không? Dạ đúng rồi đó vua. Tâu hoàng thượng và hoàng hậu, thần có đôi lời. Nghe những lời của hắn cũng thật là đáng thương. Giả lại hắn cũng có lòng với hoàng thượng, thần xin hoàng thượng, thần được đền bù cho hắn bằng 3 nén vàng được không thưa hoàng thượng? Được. Lời khanh nói chí phải. Ngoài việc đền bù, ta còn muốn khen thưởng tiên cho hắn về lòng trung thành tận tụy. Bây giờ á, ngươi hãy mang vàng bạc ra đây để khen tặng cho hắn nha. Dạ đội ơn hoàng thượng. Ủa vua ơi, vậy là con được cứu vợ hả vua? Con cảm ơn vua, con cảm ơn vua. Vậy là con cứu vợ được rồi. Bo nín đi bo, giờ nhà chị kể chuyện cho. Đưa cái thiên địa dẫn cho nó là nó hết khóc liền á. Anh Tám ơi, anh Tám, có nhà không anh Tám? Anh Tám, ủa, cái TV này sao nó phát sáng nữa? Không lẽ nó tự hẹn giờ chiếu phim cho ta? Chắc phải có người điều khiển chứ. À, vậy là có khi nào ông Tám ở gần đây nè. Ông điều khiển không ta? Ê. Thương
Ê Bảo, giờ đi vòng vòng quanh đây coi có gì ăn được không? Ở đây là đâu á, mà không có một bóng người luôn, nhà cửa cũng có nữa. Dám que à? Ừ, kiếm gì ăn cho đỡ đói rồi tính. Mà việc với ông Tám, hồi nãy hai người đã xem kỹ chuyện con cóc là cộng trời hay chưa? Thì đúng mà, ông nhìn nè, khô hạn thấy không? Với lại tụi mình sẽ trở thành nhân vật y chang trong chuyện luôn mà. Như là Bo, Bo là cóc nè, còn Bình, ông sẽ là con gấu. Bảo ông sẽ là con hổ, còn Chuối thì là con ong. Ông Tám thì sẽ là cua. Cua. Còn túi hả? Tôi sẽ là con cáo đẹp nhất. Đúng rồi. Hồi nãy á đi ngang con sông khô quéo à, chẳng còn miếng nước nữa. Chắc là ông do ông sơ ý rồi đó. Thôi hai đứa đi tìm cái gì ăn đi. Đi rồi trở lại liền nghe không? Dạ. Dạ. Hai đứa thôi. Ông Tám nhìn gì trên trời vậy? Thì ông đang tìm đường lên trời. Ông nhìn cái gì xuống đất vậy ông? Thì nhìn lên trời không được thì nhìn xuống đất. Ngộ con muốn xuống địa ngục lắm hả? Hả? Con không chịu đâu. Ông thì nói cho vui thôi chứ khùng sao mà đi xuống địa ngục con? Ý ông đó là tìm quanh đây có vũng nước nào không? Ông tìm vũng nước có phải là muốn bắt liên lạc với quả cầu ở nhà không ông? Ừ. Đúng rồi. Nhưng đâu có ai ở nhà đâu ông. Nhiều khi biết đâu có là sao. Thôi nó về rồi nè. Có gì không con? Thôi 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 trời, trời ơi. Nè mọi người ăn đi. Trời mấy trái cây khô héo hết trơn. Trời sao ăn được. Đúng rồi héo hết trơn. Trời ơi trái cây gì vậy? Ông lấy mấy cái trái gì vậy Bình? Mấy cái trái này sao mà ông ăn được? Vét được như đây rồi cũng hay lắm á. Ở xung quanh đây á toàn là đồng khô cỏ cháy mà làm gì có trái cây mà ăn. Ừ, tôi tưởng trái cây rừng ăn được chứ. Nè, ông ngon ông ăn đi. Rồi ở trên đầu con hổ có hai cái sừng nữa cho coi. Nơi này giống như tận cùng của thế giới vậy. Sao mà ông đi ông Tám đứng đây hoài à? Chắc gì gặp cái sự cố gì đó thành ra mình kẹt ở đây rồi đó mấy cháu. Ủa, kẹt là sao hả ông Tám? Thì kẹt giữa cổ tích và hiện thực. Vô cũng không được mà ra cũng không xong. Hả? Bình tĩnh. Để ông dẫn tụi con đi nha. Vừa đi vừa tìm đường lên trời con. Nha. Dạ. Rồi, chuẩn bị chưa? Đi. Khóc sùm vậy? Đừng có khóc nữa, bình tĩnh đi mấy cháu ơi. Còn ông đây nè, làm sao mà mấy cháu kẹt ở giữa được? Đừng có khóc nữa. Để ông suy nghĩ, ông tính cho. Ờ, không có cách rồi. Cách gì ông Tám? Coi nè. Dừng ơi, mở cửa. Trời ơi. Ông nhầm rồi đó ông ơi. Đó là Alibaba mà. Ủa vậy hả? Sao ông dừng nhắc? Lộn rồi. Vì ông tính cái kiểu khác. Ủa sao ông Tám không nhận Tám? Ông quên nó kìa, trời rồi. Ông cũng không nhớ rồi, bó tay. Ông Tám ơi, con thấy có cái cầu vòng kìa. Ồ, ồ, đúng rồi, đúng rồi. Cầu vòng kìa. Đúng rồi mấy cháu. Đúng rồi, ông quá ra đó. Phải không? Cái cầu vòng này sẽ đưa ông cháu mình đi lên trời.
Em mệt quá. Thôi mệt quá. Ai mà giờ này đánh trống kêu quen? Hay là lũ súc vật này chăng? Ê! Trời đất ơi! Dám kêu tôi bằng súc vật hả? Nói chung cái gì vật cũng được. Ông Tám hỏa chú Bi. Mình đang trong lớp thú mà. Ông Tám phải nhớ là mình lên đây vì mục đích gì nha. Nè, đánh trống lên đây vì cái gì? Biết Ngọc Hoàng đang ngủ trưa không? Dạ. Làm như vậy là sẽ bị tội chém đầu. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Dạ là... Ông im đi. Ông là ai? Ông phải nói cho tôi biết danh tính của ông. Đằng này ông lên ông làm gì? Đúng. Dạ ông là... Tôi là con cua già. Ông là cua già hả? Dạ. Ở đây là có chuyện gì? Dạ thưa thiên binh thiên tướng. Tôi là đại diện cho một cái số con cháu này nè. Đi lặn lội đường xa cực khổ lên đây. Để tìm Ngọc Hoàng để hỏi coi tại sao mà ở dưới trần gian đi nắng khô hạn khổ sở vậy đó, mấy ông thưa dựng với Ngọc Hoàng gặp tôi nha. Cha cha tức à dựng à, người hãy nói ta biết, ngươi đã lên đây kéo bầy đàn bên đây là ngươi đã phạm tội, còn bây giờ là Ngọc Hoàng đã nghỉ trưa mà ngươi còn dám giống trống kêu hoàng ở đây, ngươi có biết ngươi phạm tội như vậy là bị trời đánh hay là không? Tôi biết trời đánh hay không? Trời đánh hả? Ừ. Trời đánh thì ở dưới quê tôi thấy một hai lần rồi. Nhưng mà ở trên này đánh sao tôi không biết. Trời. Muốn biết sao phải không? À. Vậy nè. Tôi thử cho nó nghe. Ừ. Tôi là ông đó. Ừ. À. Đây là Thiên Lôi nè. Dạ. Thiên Lôi. Trời sẽ sai Thiên Lôi đánh ông nè. Ừ. Đó. Mày dám phạm thượng hả? Phạm thượng. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi hả? Mày trời ơi. Trời ơi! Khủng khiếp quá. Thiên Lôi đánh cái mặt của ông Đông Tiêu. Cái mặt này nè. Dạ. Cái mặt hả? Ờ. Mặt đó đây nè. Đâu? Đấy nè. Ủa làm sao mà là ông quay trở lại được? Ủa, ông yên tâm đi. Mọi chuyện phức tạp nhất trong cuộc sống này đều có cách xoay chuyển của nó hết. Còn bây giờ tôi sẽ làm phép để cho cái đầu nó quay ngược trở lại như ý ông mong muốn nè. À. Nhìn lại đi nè. Hai ba. À. Đơn giản thôi. À. Trời ơi, ở trên thiên đình là cái gì nó cũng xoay chuyển được rõ ràng. Giống như mình coi truyền hình nha. Ừ, chứ sao? Vậy cuối cùng ông thì lên đây vì mục đích gì? Dạ, tôi tìm ông Ngọc Hoàng để thưa với Ngọc Hoàng tại sao mà ông không giám sát giùm. Đây không phải là lúc. Ngọc Hoàng đã nghỉ ngơi. Vì vậy, ông và bọn tùy tùng hãy biến đi và nhớ không được lãng vãng ở chốn thiên đình này. Đúng, nếu không trời sẽ sai Thiên Lôi đánh tất cả mọi người đó. Đi về đi. Nè, mấy con, mấy người đó nói vậy rồi tụi mình giờ tính sao mấy con? Lại gấu, tụi con á, mấy bữa nay á, không tìm được mật gì hết trơn á. Cọp tụi con chỉ còn da bọc xương thôi đó. Nước uống còn không có, lấy chi tắm rửa. Nè, hư hết bộ da cáo xinh đẹp rồi nè. Em nữa, em đi tìm hoa hút mật hết nổi rồi. Đói quá hồ hồ. Bây giờ ý của mấy cháu là mình phải tìm cho được Ngọc Hoàng mới chịu về phải không? Đúng không? Không có gì là không. Đứng yên đó đi. Bây giờ sao? Nè, bọn thú này không phải là bọn thú tầm thường. Nó cực kỳ thông minh. Thông minh nói tiếng người được là biết là thông minh, là không phải bình thường. Mình cũng nên trình báo với Ngọc Hoàng đi. Dạ. Đợi một chút, ta lâu báo Ngọc Hoàng. Chuyện gì? Dạ. Có bọn quái vật đến đây náo loạn thiên cung á Ngọc Hoàng. Sắc láo à, quái vật nào đến đây? Dạ thưa bẩm Ngọc Hoàng, chúng không hẳn là quái vật, nhưng chúng rất là hung tợn. Vậy nhà ngươi làm thiên binh, thần tướng để làm gì? Ra đuổi nó đi. Dạ để đi. Thần lấy binh khí. Dạ. Đúng rồi, đi. Đâu rồi? Thì ra tụi này là lũ chết nhát thôi. Đúng rồi, tụi nó chết nhát. Trốn hết rồi. Trốn hết rồi. Đâu, tụi bay đâu, dám ra đây không? Ô kìa con cóc. Ô kìa con cóc, nó ngồi trong góc, ô là con cóc.
con khóc. Tội nghiệp quá, nó chết nhát mà nó còn hèn nữa. Để là thằng nít đây. Thằng nhóc này công nhận mày cũng anh hùng lắm. Một mình mày có một chút xíu mà ngồi đây còn đồng bọn của nhà Mỹ đâu. Nói cho tao nghe đi nha. Sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Nó không trả lời mà nó gõ trống. Mày nó bị sao? Câm. Mày câm mà phải không có gạt đầu lắc đầu chứ. Hay là nó không có thích mình hung hăng. Mình dụ ngọt nó đi. Dụ trước đi. Nè, bé ơi bé à. Trời bé vui ấm dễ thương quá à. Nè, khai đồng bọn ra đi nha. Chú sẽ cho con siêu nhân à. Ăn đầu tiên nè. Mà đầu tiên nó đâu có biết gì đâu. Hay là con ăn kẹo chưa? Ăn kẹo. Thôi nè, chú nói con nghe nè. Giờ nói đi, nói cho biết đồng bọn đâu đi. Rồi mình sẽ cho con cho kẹo. Đó. Chú sẽ cho kẹo. Rồi không mình ăn sô-cô-la nữa ha. Hỏi nó cũng không chịu trả lời. Nó im hoài vậy, không lẽ nó cấm. Nè. Không chịu ngọt phải không? Bây giờ có khái đồng bọn đâu không? Tao bóp cổ chết vậy, khai không? Đồng bọn đâu? Thôi đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa. Hay là đây là dấu hiệu nó kêu đồng bọn nó nói vậy kia hả? Đừng đánh nữa. Đồng bọn nó đâu? Vậy là đánh trống, đồng bọn nó tới rồi. Ồ hô, một con cua già nua và xấu xí cùng với một con cóc nhỏ xíu thì làm gì được ta? Mấy chú cho tôi hỏi thăm. Mấy chú lên nói chuyện với Ngọc Hoàng rồi. Ngài có đón tiếp tôi không? Tôi nói rồi, Ngọc Hoàng đang nghỉ ngơi. Không có nói, không có đón tiếp gì cả. Đi về dưới Trần Giang đi. Khi nào á Ngọc Hoàng mà đi xuống dưới thì gặp các ngươi, chứ không có rảnh mà tiếp các ngươi đâu. Đợi ông đi xuống dưới đâu có kịp. Ở dưới Trần Giang á dân tình khô hạn, hạn hán khổ sở dữ lắm rồi. Khô hạn? Đó là chuyện á, khó khăn khổ sở hạ dưới của các ngươi. Các ngươi không có quyền đi lên trên đây mà giống trống để làm phiền Ngọc Hoàng đang nghỉ ngơi. Và ta lặp lại một lần nữa, khi nào Ngọc Hoàng có di hành xuống hạ giới thì lúc đó ngươi mới có quyền bẩm báo về những nỗi khổ sở của nhà ngươi. Còn bây giờ thì đi về đi. Đúng, đi về đi, nếu không sẽ bị thiên lôi búa cho ngươi một búa là banh cái mai cua mi luôn. Tôi giờ Ngọc Hoàng chứ tôi chờ ông đó, không có được. Cái gì? Muốn chúng ta làm phép không? Thôi được rồi, chúng mình không nói nhiều nữa. Với một người cứng đầu như lão ta và thêm một người cứ im lặng mà rất dễ sợ nhỏ xíu kia thì chúng ta không thể để yên được. Chúng ta sẽ tận dụng phép thuật của mình thôi. Còn nếu không, nó sẽ cười vào mặt của ta như thế nào? Đúng, chúng ta phải làm phép thôi. Đúng. Nhìn đây. Bỏ anh chống được không? Bỏ, chạy được lắm. Đánh mạnh vô. Người nghe gì không? Đánh trống kìa. Đánh trống ta. Để mắt tập trung quá. Chúng mạnh lắm. Ông no, thì tới đi chơi, tất cả trống mới ghê. Ông mặt trời thức dậy, nó nghe nè. Rồi ông nó chiếm vô mũi em nè. Được rồi, bình tĩnh. Nói cho tao biết chuyện gì. Ngọc Hoàng ơi. Làm gì hay? Ngọc Hoàng nhìn nè. Làm gì? Dạ ông chích. Ngạc nhiên chưa? Đâu? Bất ngờ nè. Trời ơi, làm gì để cho ông cái chích dữ gì? Thì đâu biết đâu, hai hạ thần á đang dựng công để chi? Mình trưởng mình dẹp cái bọn ở dưới Trần Giang lên á. Đang dựng công chúng ta trưởng nó cái. Chị ông nâu, cái bài mà đốt quá trời luôn. Thì nó thả ông rồi đốt các ngươi à. Dạ. Đốt quá trời ông luôn mà nó nghiêm lỗ mũi nó đốt không à. Thôi được rồi, ta đã có cách. Cách gì Ngọc Hoàng? Cách gì vậy Ngọc Hoàng? Còn ông là nó sẽ dưới cơ con gà. Vậy kêu con gà ra đi. Hai nhà ngươi đi trước đi. Đi trước chứ vậy? Ra ngoài đưa cái mặt cho ông nó chích rồi ta kêu con gà ra mổ mấy con ông đó. Lỡ banh mặt hả thần chứ? Banh mặt nhà ngươi chứ đâu phải banh mặt ta. Đi. Con gà đâu? Biểu.
quá. Thôi thôi thôi, được rồi được rồi, đừng đừng. Ủa? Đừng muốn nó ta chống mặt lắm. Hả? Chưa sáng sao Ngọc Hoàng kêu thần ở đây làm gì? Nhà ngươi phụ thiên binh thần tướng ra bắt mấy con ong nó hết cho ta. Dạ lành chị. Vậy là họ đã thua mình rồi phải không ông? Chính xác. Vậy thì ông cháu của mình phải tìm đường lên trên Ngọc Hoàng đi. Ý mà thôi khỏi, nó chạy xuống nữa rồi kìa. Chưa có là bây giờ con cho con ông đốt cái mấy này chết luôn. Chúng ta thì sợ ông thiệt, nhưng mà có một loài sẽ chỉ được ông. Con gì ta? Con gì hả? Đợi từ 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 đi. Đây này nè, bây giờ hai chú đốt tất cả các con nè. Các con biết là con ông sợ con gì nhất không? Bạn nào giơ tay lên. Ô, lớp mình giỏi quá, ai cũng giơ tay lên hết. Vậy bây giờ các con hãy sẽ trả lời đồng thanh đi. Con ông sợ nhất con gì? 2, 3. Con gà. Con gà là câu trả lời cuối cùng, cũng là câu trả lời chính xác. Vì vậy, xin chào mời con gà. Chúng ta đã có một con gà. Ha ha ha. Ha ha ha. Cây là con gà, con gà con gà cha. Mình đâu là châu sân các con gà, các con gà. Mình đâu là châu sân các con gà, các con gà. Ê, ba gà. Ông gà. Mệt không? Mệt hả? Mệt. Ta kêu nhà ngươi xuống đây là để nhà ngươi hả dương hùng đầu lên để trả thù bọn kia. Ngươi cứ chạy vòng, người ta cười trước mặt chúng ta thì sao? Đúng. Mẫu con ông đó cho ta. Ừ, có ta ở đây ai mà dám cười chứ. Ừ. đi qua mẫu của ông cho ta. Khoan nè, bây giờ bên ông có con gà rồi ha, mà bây giờ bên tôi cho con khác đấu lại con gà của ông. Đố mấy ông biết đó là con gì? Con mà... gì hả? Con gì hả? Con gà nhỏ. Con biết. Thôi mình để mình trả lời chứ. Con biết là hay. Con gì? Con gà nó sợ nhất là con người. Không phải sao? Tại vì hả, con gà mà bị con người bắt á là con người sẽ làm con gà thành gà rán, lúc đó là con gà sẽ lên dĩa bị ăn. Sai rồi phải không thầy? Ừ sai. Con biết nè, con gà nó sợ nhất con gì? Con gà là nó sợ nhất là con gà khác. Ờ đúng rồi. Con gà khác là con gì? Dạ tại vì nó đá thương gà khác cho nên nó sợ. Đúng rồi. Em biết nè. Sao? Con gì hả? Con gà nó sợ nhất chính là con cháu. À, trời ơi, con cháu. Chính xác. Dạ. Con gà này được 100 điểm. Trời, được 100 điểm luôn. Cao. Dạ. Quên nó. Ủa làm sao vậy? Ráng lên kìa. Ráng. Cao ơi, cố lên. Cao ơi, cố lên. Con gà thua mày có rồi. Bị gì không? Có bị gì không? Quýnh quá trời luôn. Không bị gì. Còn, nghe nè, giờ thua giờ tôi mệt quá. Mấy người về dưới. Về dưới thì tôi dẫn gà về ha. Không có được. Thua là phải dẫn tôi lên, tụi tôi lên. Thôi đi đi, bây giờ đừng nghe tao nói. Dưỡng nước. Bệnh dữ quá giờ sao giờ? Được rồi, để tôi dắt đi vô gặp ông quen. Đi mấy cháu. Đi. Thành công rồi đúng không? Thành công rồi, ta nói mà, con ông làm sao đánh lại con gà của ta được? Bởi vì cái kế của một bạn hay thiệt. Ê, nhớ nha, cái kế này là của ta, không được quyền giành đó nha. Ra con ông đánh cặp con gà nó rung cầm cặp luôn. Nhưng mà mình thua trận. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì bên kia nó không có cử hơn con ông. Nó cử con khác. Con đố Ngọc Hoàng nè ha. Bây giờ trong truyện cổ tích của mình á là con gì? Con ông nó sẽ sợ con gà. Vậy đố Ngọc Hoàng, con gà sẽ sợ con gì? Con gà sợ con nếu gì? Nếu mình biết mình sẽ giơ tay lên. Giơ tay lên sao? Cho giơ tay lên đi, xin phép trả lời. Ờ đúng rồi đó, giỏi. Giơ cái đầu nhà ngươi á. Tại giơ tay lên với ngươi hả? Không phải, tại con dạy mầm non con quen con rồi. Con gà thì nó sợ con cáo. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Đúng. Mà nó cử con gì vậy? Nó cử con cáo. Nó cử con cáo. Đúng rồi. Rồi con gà của mình đâu? Nói vậy nè. Nó về nó thành, nó nuốt dây thun rồi. Thôi đừng có nói vậy, để kêu gà vô đi. Cho biết cái thành quả, cái ý kiến của mình. Gà ơi. Trời ơi,
vậy mà Ngọc Hoàng cũng đoán được. Gà thằng sợ con cáo. Ta đâu có ngờ nó như vậy. Dạ giờ sao giờ Ngọc Hoàng? Bây giờ con cáo mà sợ con gì? Chùm nho. Vậy thì đem chùm nho ra. Dạ. Dạ con đi. Ở khỏi khỏi đem tới hết rồi thượng ơi. Tới hết rồi. Dạ. Sợ lắm còn đó nữa. Buông đâu Ngọc Hoàng. Thôi. Có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Có gì đâu dữ vậy. Chuyện gì? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng, sao mà ở dưới trần gian của Hạ Thần đó, lúc này nó hạn hán, khô cằn, khổ cực quá vậy? Tại sao lại hạn hán? Tại sao lại khô cằn? Tại sao cánh người không làm? Tại sao? Dạ, cái chuyện đó là cái chuyện của thần mưa thần nắng chứ đâu phải chuyện của các Hạ Thần ở đây đâu. Đúng rồi, đâu phải chuyện của Hạ Thần đâu. À, thì đó là chuyện của thần mưa thần nắng. Ta hứa, ta sẽ phạt nặng thần mưa thần nắng. Sẽ làm cho nhà ngươi không khô cằn, dạ, không hạn hán nữa. Dạ. Lấy thiên lý nhãn ra cho ta. Dạ, dạ. Chờ ta một chút. Dễ sợ lắm á. Dạ. Trời ơi, làm cái gì? Ruộng đất khô cằn. Wow, đúng là hạn hán. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Ta sẽ phạt nặng. Chuyện này ta sẽ phạt nặng. Thần mưa, thần nắng. Dạ. Cứ về dưới đi. Ta sẽ bảo thần mưa, thần nắng làm mưa, làm nắng cho nhà ngươi đàng hoàng. À, Học Hoàng, à, làm cái gì đó để cho tôi xuống dưới trần thế rồi mà có cái chuyện mà hạn hán, tôi nhắc Ngọc Hoàng cái cho được, cái để tôi leo lên đây. Đường xá cực khổ quá, mấy cháu nó cũng mệt quá trời quá đất luôn. À, có cái gì cho ta dễ nhớ. Dạ. Thì ta ta à, có con cốc này rồi. Nếu muốn ta mưa thì hãy nghiến răng đi. Ta sẽ làm mưa. Nghiến răng đi. Ba giờ ngươi khùng quá. Ta kêu con cốc nghiến răng kia, ngày ngươi nghiến làm gì? Ta qua thường không nói. Mà bẩm Ngọc Hoàng, tại sao các loài vật khác không làm dấu hiệu để cho Ngọc Hoàng cho mưa mà phải là con cốc nghiến răng thì mới được? Đúng rồi đó Ngọc Hoàng. Hay là... Con cốc là cậu ông trời. Các người chỉ biết nhiêu đó là được rồi. Bà con. Thôi được rồi, nghiến răng đi, rồi sẽ thấy mưa liền. Nói chung là bà con nghiến răng là mình phải giúp đỡ. Mưa rồi, tôi không tin, tôi xem thử coi. Ở dưới thấy chưa? Tin ta chưa? Dạ, tin rồi. À, thì cứ về dưới đi. Hãy khi nào cần mưa là cứ kêu con cốc nó nghiến răng. Dạ. À, trên này ta phải mưa. Quá rồi. Cậu ông trời hả? Dạ thưa cậu. Bây giờ về được chưa? Xong rồi đó. Dạ. Về. Đúng rồi, dạ. Về nó xong rồi. Về xong. Bye bye. Về con. Về nha. Bao nhiêu con hát Ngọc Hoàng nha. Dạ. Về lên đi nữa. Cao quá. Về. Rồi. Về. Thôi. Ta đi nữa đây, túc cái gì nữa. Dạ, ở dưới mưa mà kinh liệt. Tiếng trái tiếng. Mát lòng mất nhà. Đó, thì đúng là Ngọc Hoàng Anh Minh. À, Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng Anh Minh. Dạ trời đất ơi. Ôi trời, ủa? Cái mic của tôi đâu ta? Ủa, mấy giờ này? Hết rồi. Về, mấy cháu ơi. Về, đi về lẻ lên, đi. Ủa, Bo sao vậy? Có chuyện gì vậy Bo? Chuyện gì chẳng sao gì. Nó là con cóc. Nó nghiến răng. Nó tẹo cái quai hàm nó, cái hàm răng nó trúng hết trơn. Trời, con răng không sao. Ta đi kìa. Đó, tụi con về đi con. Về mau đi. Dạ, bye bye Tám. Sao, nghe nói có hai lần trước phân bì không được đi.
giờ tôi bù đó. Bù mà làm khỉ em không có chịu đâu. Em làm khỉ gái. Khỉ này là khỉ ác chứ không phải khỉ hiền đâu mà ha. Ông Tám đổi chuyện khác đi nha ông. Bà này chơi cha ông mà, làm sao có thể thay đổi thứ tự trong chuyện được chứ. Thôi. Khỉ hiền khỉ ác cái gì. Bảo Việt đi đi con. Dạ. Sự tích con khỉ. Ủa gì? Sao bà xấu quá vậy? Kỳ cục quá à? Trời ơi, ông cũng vậy á. Xấu y chang tôi luôn. Ủa? Bây giờ mình làm gì? Tôi cũng không biết nữa. Từ trời, chết rồi. Nếu mà ở trong chuyện này mình xấu xí như vậy á hả thì... Ơi kỳ quá à. Cái gì mà kỳ? Mà bây giờ mình như thế gì? Tôi cũng không biết nữa. Mà nói trong chuyện này á, mà mình vào dây cô gái xấu xí á là bị đánh đập ghê lắm luôn á. Trời ơi, hai cái đứa kia. Trời ơi, đứng đó một hồi nữa hả? Ông bà chủ ở trong nhà đi ra hả? Là ông muốn chết luôn á. Đi đi. Đúng rồi đó. Trời con ơi. Đi đi con. Đừng ở đó nữa. Ủa mà này làm gì ông sợ hả ba? Chị ơi, hai đứa ăn mày đứng đây, chị này đuổi đi mà nãy giờ không chịu đi á chị. Thôi, đi đi con, nghe lời cô. Chứ đứng ở đây một hồi, ông bà bảo hộ bà ra đánh đó. Đúng rồi đó con, đi đi con. Ủa, con chị, con chị con. Đồ thứ hôi hám dơ dáy ha. Mày lo mày dánh nước về rồi dọn chuồng heo cho tao. Đồ có thước gì đâu mà nhìn kính vậy à. Tao nhìn mày tao còn muốn ói à, đừng hết người ta. Bởi chẳng ai dám mướn mày hết trơn á, có mình tao nhân từ tao mướn mày thôi. Mày đi mau, mày đi cách đánh nước về cho tao. Mau lên. Hai đứa chạy lẹ đi. Đúng giờ chạy lẹ đi. Họ đánh chị hả? Họ là ai mà đánh chị vậy? Còn mắng chửi cả chị nữa chứ. Thì chỉ là phận tôi tớ trong nhà thôi. Mà không sao đâu, chị quen rồi. Họ chỉ bỏ tiền ra thuê mình thôi mà. Mình không thích làm chỗ này thì qua chỗ khác làm. Sao em ngây thơ quá vậy? Nhà này mà đuổi chị á, chắc không có nhà nào mà dám mướn chị nữa đâu. Em nhìn chị đi. Ý chị nói là chị... xấu xí quá mà. Xấu đến nỗi mà ma chê quỷ hờn luôn á. Thôi thì chị cố gắng ở lại đây, cố gắng làm việc để kiếm cơm qua ngày chứ sao giờ. Mà em đâu thấy chị xấu đâu. Đúng không vậy? Đúng rồi, bình thường mà. Chắc là tại vì hai đứa xấu giống chị nên thấy chị bình thường đó. Chị tên là Mận, còn hai em ở đâu? Sao chị thấy lạ quắc vậy? Không phải đâu chị, tụi em là Bảo. Dạ đây là Bảo, còn em là Việt. Tụi em ở làng bên đó chị, tình cờ sang đây chơi thôi. Thôi tụi em tranh thủ về nhà đi, chứ không ba mẹ mong đó. Chị còn phải gánh khoảng chục đôi nước về tưới rau nữa mới được ăn cơm trưa. Vậy nha. Xong ngồi đây vậy? Không có nhà. Vậy bà con họ hàng thân thích ở đâu? Không có bà đây? Con gì chứ, rồi bồ côi bà. Kiến ra. Kiến bên đây nè. Mỏi quá. Mỏi dạ, chân, dạ. Mỏi tay dạ, quá dạ. Trời, con đã cầm bóp ra, bóp bên đây nè. Đây nè. Không bệnh hả? Con lao. Dạ. Cái bệnh này lây dữ lắm á.
Dạ không sợ đây à? Dạ không. Ông à, ông có sao không? Một hồ ông chết luôn rồi, nhẹ 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 thôi. Dạ. Ủa, mà ông Tám ở đây làm gì vậy? Ờ, theo như trong chuyện thì ông Tám làm bụt á. Vậy thằng chi ông Tám giấu tụi mình, không cho tụi mình làm bụt. Xấu ghê. Ừ, đúng rồi. Thôi, đi dạy với ông Tám đi. Mỗi tay. Ai vậy chị? Chị không biết. Hai đứa ngồi xuống đây. Ông cụ này tội nghiệp lắm. Không có nhà, không có cửa gì hết á. Chắc là ông đang đói bụng. Để chị đi kiếm gì cho ông ăn. Hai đứa ở canh ông cụ giùm chị nha. Dạ. Ông Tám. Chào hai con kỹ xấu xí. Ông Tám kỳ quá nha. Kỳ. Ông làm bụng ông cho tụi con làm gì vậy? Ông phải làm con ông bụng cho để hai con làm ông bụng đâu có vui. Hai con làm con khỉ nó vui hơn. Ủa? Ông vô đây hồi nào vậy? Ông đi theo lưng tụi con chứ đâu. Nghe không? Theo lưng tụi con để coi cái chuyện gì phải không? Nghe không? Im. Cô gái tới rồi. Ông xỉu nha. Ông ơi. Ông xỉu ơi, chị ơi. Cầm giùm chị. Ông ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi, ông có sao? Thôi, ông dừng rồi. Bây giờ con không muốn cơm được em. Cảm ơn con nha. Nhưng mà con cho ông ăn cơm hết rồi. Rồi cơm nào mà con ăn? Ông đừng có lo cho con, chút con kiếm cái gì ăn sao cũng được. Ồ vậy hả? Dạ. Trời ơi, con nhỏ tốt bụng quá trời quá đất. Ông thấy sao rồi? Đỡ nhiều không ông? Đỡ rồi, nãy đói. Dạ. Đói xỉu. Bây giờ uống nước vô. Nó đỡ rồi. Ông ơi, bây giờ ông có cái chỗ nào để về không? Để con đưa ông về. Về sao được, đi sao được, cảnh chân nó mỏi quá. Ngồi lên còn không được nữa. Dạ, thôi được. Đỡ lên, cộng phải không? Dạ. Giờ đỡ lên. Bỏng ra không? Dạ được. Ông mình đi hướng nào? Như là hướng nào cũng tới. Dạ. Thôi ông nói gì cho tôi, ông cảm ơn con nhiều. Thấy không? Con nhỏ này ha, coi cái mặt nó xấu xí gì mà cái lòng dạ nó tốt thiệt á chứ ha. Bây giờ ông dặn con nè, con có công việc gì đi làm không? Dạ có, con đi gánh nước. Nhưng mà trước khi gánh nước ông dặn con nhỏ nè, con thấy cái đường thẳng đây không? Thấy không? Dạ thấy. Là con đi thẳng vậy đó, nó tới cái bìa rừng đó chưa? Rồi con thấy một cái đám bông. Con mới hái được cái nhánh bông. Con lấy nhánh bông con hù hù. Vừa cái điều kỳ diệu nó xảy ra cho con. Con tốt bụng quá trời, Phật cái phù hộ con nghe con. Con cảm ơn ông, nhưng mà con không có cần điều kỳ diệu nữa hết á. Chỉ cần ông khỏe là con vui rồi. Thôi chị ơi, chị về trước đi. Để tụi em ở đây trông ông cho. Chị mà về trễ hả, ông bà chủ la chị chết. Thôi chị nhờ hai đứa nha. Dạ con chào ông con đi. Nhớ nghe. Dạ. Nhớ vậy nghe, lấy cái bông hửi nghe chưa. Dạ. Con đi nhau. Đi hai đứa. Giờ làm sao không? Chị hai con chạy theo coi cổ sao. Có gì giúp đỡ cổ nha. Dạ. Đi đi. Lẹ lên. Thôi. Sao? Con nhỏ này cái mặt nó xấu xí mà nó tốt bụng quá trời quá đất, tình giúp nó cũng được, có làm sao đâu. Vậy là sai chuyện rồi, sao chị nó không hửa bông? Thôi chết, nếu chị như vậy thì sẽ bị sai chuyện của Tích á. Ồ, thôi ông dùng quyền trợ giúp review lại đi.
Ủa, hai đứa làm gì đây vậy? Ờ, sao chị còn xấu vậy? Là sao? À, ý em hỏi là bông có đầy không chị? Trời ơi, hai đứa này rảnh ghê. Chị lo gánh nước chạy về cho kịp nè. Chứ có thời gian đâu mà con hơi đẹp hay hơi xấu. Ủa, chị không nhớ là ông dặn hả? Chị nhớ nhưng mà chị bận lắm. Thôi chị đi nha. Ờ, khoan, đợi em chút. Chị gửi đi chị. Hả? Chị gửi đi. Chị chỉ chiều hai đứa một lần nữa thôi nha. Dạ. Ủa Bảo, ông đẹp lên rồi đó. Ủa, bà em vậy không kìa. Hai đứa. Sao hai đứa xinh quá vậy? Hả? Chị cũng vậy á. Thiệt hả? À, nhưng mà làm sao để chị nhìn thấy dung nhan của chị đây? Chị chạy ra bờ sông nha. À, đợi một chút. Cái gì vậy? Ừ, em cũng biết nói sao nữa mà. Chị nhìn vào trong đó là chị sẽ thấy chị đẹp lên. Trời ơi, vậy là lời ông lão nói đúng rồi. Vậy là thần tiên giúp mình rồi. Ba mẹ mình cũng đẹp luôn. Đẹp gì hả? Trời ơi, da mịn như thế nào. Da mịn nhà mình rồi đó. Ủa, lột xác từ hồi nào mà đẹp dữ vậy trời. Chắc là thần tiên giáng thế quá phép cho nó đó. Không phải gì đâu. Tại vì á, do nó ăn ở hiền lành cho nên ơn trên á cho được sắc đẹp vậy nè. Ủa, đẹp không? Đẹp. Ờ, đẹp quá ha. Nghe giọng quen quen. Quen cái gì? Cái con này, mày cho vịt ăn chưa? Con kia, mày cho heo ăn chưa? Con này nè, mày cho chó ăn chưa? Đúng là nhiều chuyện nữa. Biến. Ủa, biến là gì bà? Biến. Mất hình nè. Đi vô trong làm gì? Nè, cái con kia, đứng lại. Đúng có thứ khùng gì không à. Nào chứ chưa thấy ai đẹp á. Mận mà đẹp cái gì? Mặt mày thấy gốm chó quắc. Gì bu bu nói bậy bạ. Ông làm gì vậy? Vợ mận như vậy. Làm gì nuốt nước miếng vậy? Miếng đầu nãy ăn cắp. Bà kêu con ở lại đây có chuyện gì chỉ dạy à? Nghe tao hỏi nè. Tao muốn biết á. Thời gian trước tại sao mày ấy? Mày sao giờ mày làm gì mày ấy vậy? Bây giờ tự nhiên sao mày ấy? Hả? Bà nói gì con không hiểu. Ấy là gì bà? Trời ơi, bà nói cái gì làm sao nó hiểu được? Ông dịch lại đi. Ý của bà con á là nói mày xấu như con cú. Tự nhiên bữa nay mày trở thành con Phượng Hoàng là sao? Ờ, đúng rồi. Cái ý tao hỏi y chang như ổng vậy đó. Ừ. Tại vì tao nghĩ ra. Con cũng không biết nữa, tự nhiên cái nó vậy. Tự nhiên nó vậy. Tự nhiên nó vậy. Tự nhiên mày vậy rồi vậy. Vậy là sao? Bà nói cái gì mà vậy. Tự nhiên cái vậy. Chừng nào nó hiểu. Thôi nó thẳng lên rồi chạy cho nó nghe đi. Tại sao con được cái gì, con gặp cái gì mà tự nhiên con đang xấu như là quỷ vậy? Rồi tự nhiên mày đẹp như thằng Nga là sao? Đúng rồi đó, heo. Tôi tính nói y chang nhau mà tại tự nhiên tôi tức giận tôi quên hết văn chương à. Trả lời. Dạ, thì tự nhiên nó vậy. Vô lý. Nghe tao hỏi nè, có phải mày ăn cắp cái lọ đức thần của tao mày tắm phải không? Hay là mày ăn cắp tiền tao mày đi sửa sắc đẹp? Trời ơi bà ơi, bà đừng có nghĩ như vậy, oan cho con lắm. Không phải như vậy bà, con nào đâu dám. Mày không dám phải không? Bây giờ tao tóm tắt lại cho mày nghe, mày biết nè. Ha, tao hỏi mày, hồi sáng giờ mày đi đâu, mày gặp ai, mày làm những gì ha? Mà tại sao mày lại đẹp như vậy? Sáng giờ con gặp hai đứa bé. Xong rồi con đi ra bờ sông con gánh nước thì con gặp một ông lão. Cái ổng nói con là đi ra chỗ kia thấy một đám bông thì bức ngửi. Xong rồi có con được như vậy. Trời, đơn giản vậy hả? Dạ. Vô lý quá, tao không có tin. Mày có làm cái gì, mày có cho tiền ông già hay mày làm cái gì nè? Rồi ông mới tiết lộ bí mật cho mày biết là mày có sắc đẹp như vậy. Khi không tự nhiên gặp ông già ngửi qua, đơn giản quá. Tao không tin. Mà nó đẹp thiệt mà.
Con trả lời. À, con nhớ rồi. Thì con gặp ông già, ông ngồi ngay chỗ gốc cây á. Cái ông già nói là bị kiến cắn, nói con bắt kiến cho, xong ông ngứa, nói con gãi thì con gãi. Gãi. Rồi cái gì nữa? Xong rồi ông nói ông nhức chân, rồi nhức tay vậy, xong cái con đấm bóp. Bóp. Cái gì nữa? Dạ cái xong cái ông bị ho. Ông ho vô mặt con luôn. Con né không? Dạ không, mà ông hỏi là ông bị ho lao á, con không sợ hả? Con nói con không sợ. Ho. Rồi cái gì nữa? Dạ cuối cùng là con đưa ông lão về, nhưng mà vì ông bị nhức chân nên con nói con cõng ông. Rồi con có cõng về không? Dạ không. Cõng. Dạ nhưng mà cuối cùng ông không có cần con cõng. Xong rồi ông mới chỉ cho con, ông nói là con là một cô gái hiền lành tốt bụng. Ông nói là ông chỉ cho con đi tít ở cái đằng xa kia có một cái bụi hoa, xong rồi tới đó ngắt hoa ngửi, xong rồi cái con được dạy. Ngửi hoa. Ông già ơi, có đây không già? Trời ơi, ông già, trời ơi, kiếm hoài mà có đây không? Ông già, bà làm gì vậy? Tôi tìm ông qua. Bông hoa ở đâu? Mà đâu qua mà nói mà dỡ mấy cái này lên mà kiếm dế chứ hả? Nó nói rõ ràng cái chỗ cái khu này mà sao tôi tìm nãy giờ không thấy, toàn là thấy toàn là cây ba cái dù gì đâu không mà không thấy qua đâu hết trơn à. La như tôi nè mà còn chưa thấy ổng nữa. Ở đó mà để mà kiếm như bà. Ông la ông tìm ai? Kiếm ông già cho kiếm ai? Trời ơi phiền quá, nó bông qua chỗ này là nó có tìm ông già chi. Trời bà mệt ơi quá. Rồi. Con Mận nó nói là tôi với bà phải tiền bấm ông già. Thì ông già mới chỉ cái bông hoa đó. Chỗ đâu bông hoa đâu có dưới bụi, dưới cái gốc cây trong mấy cái cục gạch này. Vậy tìm ông già giờ ông đi đâu không biết mà tìm. Bây giờ gì đi, tôi gốc, bạn gốc. Kêu chừng nào mà ông già ông hiện ra thì thôi. Nhưng mà ông kêu nhẹ nhẹ nha, tôi không giờ ông già giật mình đó. Biết rồi. Ừ. Kêu đi. Ông già ơi. Biến ra đi ông già ơi. Ông già ơi. Ông già. Ông già. Ra đi ông già ơi. Trời ơi. Nhìn cái điệu bộ tôi thấy thấy ghét dễ sợ chưa? Có già cả cách mấy thì tôi cũng nằm quạt quẹo gì cũng nằm một đống đó nhìn thấy chứ. Làm cái gì mà cái kiếm từ từ và từng cái cục gạch cục cỏ để kiếm tôi giống làm như tôi còn trùng con dế vậy hả? Mà ông, họ là người xấu hả ông? Xấu ồn mà. Nhưng mà họ chỉ muốn đẹp lên thôi mà ông. Thì thử, thử. Hai ông bà đã đánh chị Mẫn gần chết, vậy mà còn binh được sao vậy? Thử rồi, thử lần nữa coi. Vậy để hai tụi con thử nghe ông. Ừ. Ơi. Nãy giờ gọi cũng mời cỡ luôn mà hết hơi mà không thấy ông đâu đó. Tôi muốn tét cũng họng luôn. Thôi mình đi chỗ khu vực khác mình gọi đi ông. Ở đây không có ổng rồi đó. Giờ tôi bà đi chỗ khác đi. Trời ơi kiếm này mệt quá. Trời ơi mệt quá à. Ôi trời ơi sao mà muốn trẻ đẹp là khó khăn quá à. Ông già ơi. Ông già ơi. Ông già ơi. Trời ơi kiếm hoài cũng ông già chứ có thể nào hiểu được ông già. Ông già. Trời ơi, nghe sơn thật là mẹ đã tìm tụi con khắp nơi. Con ơi, tại sao con phải ra thân trời như thế ơi, này? Trời ơi, bà khùng quá à. Gì vậy? Trời ơi, mình lo mình tìm ông già, cái giờ hỏi hai cái này chi? Mình gì mà có vụ nghi sơn tấn là ở trong này nữa. Tôi lộn họng cầm cút qua. Ông nghe ta nói sao? Đi ra đường thì hỏi hỏi con nít chứ, thấy không? Mình muốn cái gì mình hỏi tụi nó trước. Chứ con ơi, tụi con tội nghiệp quá à. Đi đâu mà tụi con phải thất ca thất thiểu ngoài đường vậy? Nè, con hỏi cái này nè. Nếu mà tụi con trả lời được á, cô cho bánh tụi con ăn nha. Tụi con thấy ông già ở đâu không? Cái ông già mà lùng, có đeo cái nhánh chai như này nè. Ừ. Con ơi, nói đi cô cho bánh con ăn. Thấy đâu không con? Thôi mệt quá. Quay. Ôi thâm, nó mà vuốt ngọt rồi như vậy làm sao mà nó trả lời được. Cô tôi nè, hỏi cần bánh kẹo vậy đó. Đứng dậy mày. Ông đứng dậy. Cái ngọt cũng là con chưa chỉ còn muốn chi là ông nạt nữa. Hai đứa mày thấy ông già đâu không? Thấy ai đâu không? Ê trời ơi, trời, ở đây. Trời đất ơi, ngồi lù lù mà nãy giờ không chỉ mệt. Đồ cái thứ đôi xong lạc trời gì đâu à. Xích, không có cần. Ông già ơi, hời ông già ở đâu để con đi tìm ông già ở đâu
đi. Hai. Hả? Bà không hát. Vui quá à. Ông già ơi, ông có khỏe không? Ê, hồi nãy con Mận nó dặn ước một là cái gì tôi quên rồi. Hình như con Mận nó tập một con là gãi. Màn một cảnh một gãi bắt đầu. Đâu? Ông ơi, ông có ngứa không? Ông ngứa đâu? Để tôi con gãi cho ông nha. Gãi chưa? Ngứa toàn bộ. Gãi luôn. Tưng 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 tưng. Đã không? Đã không? Đã. 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 Bước hai, bước hai mình làm gì? Bước hai hình như con Mận nó là bóp á. Bóp. Vậy là bước hai, màn hai, cảnh hai. Bóp. Ông ơi, ông nhức mỏi đâu đây con bóp cho ông. Nhức mỏi đâu? Già rồi nhức toàn bộ. Ừ. Tôi bóp trên, ông bóp dưới. Rồi, bóp. Bóp hai ba. Tăng 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 tăng. Khỏe không? Khỏe không? Khỏe. Khỏe. Khỏe, khỏe, khỏe. Còn bước thứ ba. Như là tôi nhớ là ho đó. Đưa cái mặt vô cho ông ho. Nhưng mà ho mà đừng có khi dễ em nghe. Khi dễ ông là ông không có cho chỉ đường. Đúng rồi, con Bận nó dặn là khi mà ông ho đó, mình phải để cái mặt vậy nè, để cho ông ho vô mặt mình. Chứ mình né 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 gì là ông ghét, ông không có chỉ. Bởi vậy. Nãy giờ tôi không nghe ông ho sao giờ? Ông ho thì làm cho ông ho. Mà bây giờ là cái vấn đề mà ai đưa cái mặt này nè, hướng cái mặt để cho ông ho vô mặt. Thì tôi hy sinh á, bà cho bà hứng đi. Cái gì? Ồ, cái mặt tôi đẹp vậy mà tự nhiên ông ho vô người tôi không chịu đâu. Không chịu mà bây giờ muốn, bà muốn đẹp không? Muốn. Bà muốn trẻ không? Muốn. Thì đưa cái mặt cho người ta ho đi. Nhưng bà... mà sao đây ông ho sao giờ? Thì tôi có cách làm cho ông ho. Vậy hả? Ừ. Chịu hy sinh đi. Chịu hy sinh đi. Nghe nha, dụ ông nha. Dụ ông nói ngọt ngọt cái tôi làm cho ông ho ha. Cái mặt tôi gì? Bước thứ ba đi. Màn ba cảnh ba bắt ho. Đầu. Ông ơi, ông có ngồi ngồi nhẹ nhẹ giùm con gái nha. Ông làm ơn thương qua tiếp Ngọc nha. Ông mà ho nhiều một cái vô mặt con có lủng mặt con hết đó. Con chuẩn bị đi ông ho nè. Ông có ho đi ông. Trời. Thôi đâu. Gì vậy? Về chuyến này chứ tôi phải rửa mặn gần 10 ngày nữa mới sạch chưa. Khó đi. Bà muốn đẹp không? Ừ. Muốn kẻ không? Ừ. Con chụp đi. Ê, ông ơi. Gì? Con Mận tôi dặn cái cảnh 4 là cái gì? Như bước 4 như con Mận nó nói là như là cổng. Cổng? Cổng bây giờ ai cổng đây? Bà cổng. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Tôi về sao tôi cổng ông nổi? Thôi, ông đàn ông cổng đi. Chứ tôi... ta nhìn vô còn gì nữa là trung trinh tiết liệt. Đồ tôi ghê luôn. Rồi nói chơi thôi, để mà chịu ho là phải không? Ừ. Để tôi cổng. Cổng ha. À. Rồi màn bốn cảnh bốn bắt đầu. Cổng. Cổng ghê quá. Cổng ghê quá. Ông muốn không? Muốn đẹp không? Muốn trẻ không? Hả? Thôi. Muốn trẻ không? Muốn đẹp không? Muốn. Muốn thì cổng. Còn đắn đo cái gì nữa? Ông nghe. Ơi cổng về nhà nghe. Vậy đợi lên đây. Rồi, cổng về nhà nghe. Rồi, xong rồi. Nè nè nè, sao kỳ vậy? Không cổng về nhà mà tự nhiên thả tại chỗ vậy? Cổng gì coi như cổng về nhà đâu, có cổng thôi. Miễn sao là mình làm đúng đúng bốn điều được rồi. Đúng rồi, cho nó đủ thủ tục phải không? Ừ. Ủa vậy? Đứng dậy đi ông chỉ chỗ cho tôi đi, cho biết cái chỗ nào bông hoa đi. Tôi làm xong bốn điều đó rồi đó. Đi hai đứa con bông hoa không? Trời ơi, trời ơi, cái này nè. Dạ. Ôi trời ơi, đây nè. Gì nữa? Trời ơi, đây nè. Trời ơi, đây nè. Trời ơi, mấy sông mà. Chứ sông mà. Dạ cả lẫn lộn á. Nè chỉ cho đàng hoàng hay chưa, ở đâu? Đây nè, đi tới đây sẽ thấy những cái điều... Ủa mất tiêu à? Tại lúc mà trẻ mà có mấy chuyện gì đâu mà. Nó kìa. Tôi hả chứ? Tôi là chồng, tôi được quyền hử trước.
Cái gì vậy? Chứ sao? Gì ông cũng ăn hiếp tụi trơn vậy? Nhưng mà tôi nói trước cho bà biết nha, sau khi tôi hửi cái bông này mà tôi trẻ lại đó. Dạ. Tôi cưới thêm 7 con vợ nữa nha. Đừng có hồng, bộ ông trẻ tôi không trẻ hả? Trời đất ơi ha, ông ăn trả được thì bà ăn em thôi. Khoan, tôi đã nói rồi, tôi là chồng, tôi hửi trước. Thôi, giờ không nói gì đó, xin xăm đi. Xin xăm. Bà muốn cho con bằng xin xăm phải không? Ừ. Ai hửi trước cũng được phải không? Ừ. Thắng là được hửi phải không? Ừ. 1, 2, 3, khoan. Đó. Bà chết chắc rồi. Thế tử bây giờ. Đi. Trời ơi, tôi nhìn cái bông rồi tôi biết là phong thần tiên rồi. Thần tiên thì hửi trước đi. Từ từ, nó cũng mới trẻ thôi, nhưng mà nhìn mình ngắm nó một chút. Thì mình, không lẽ tôi ăn luôn cái gì nữa. Đi mau lên đi, trời ơi, tôi đang mà háo hức đi nè. Từ từ. Hửi trước đi, tôi hửi sao? Trời ơi, này hửi vô cái nha, mà tôi hửi chừng hết nguyên cái bông này tôi muốn ăn nó luôn á, ăn xong nó còn trẻ hơn. Thử đi, mau lên đi. Mày, từ từ. Sao ra cái mùi nó làm sao, Thơm không? Thú quắc à? Chắc trời ơi, mấy cái loài hoa kỳ diệu nó vậy đó. Thường thường nó có thuốc là như vậy à. Giờ chơi thúi luôn đưa tôi hủy. Nói chơi cho bà vui thôi, thử lòng bà. Trời ơi, thúi tôi cũng hủy nữa. Mau lên đi. Trời ơi, tôi thấy cái bông hoa rồi tôi thương quá rồi. Hủy bông hoa thần kỳ. Hãy cho ta trở về tuổi trẻ. Hãy cho ta trở thành một người đàn ông đẹp trai nhất vùng này. Trời ơi, khi mà tôi trẻ rồi. Sao? Cưới mấy nhỏ sớm luôn. Con Ngân Quỳnh đẹp lắm. Mới 17 tuổi dễ thương lắm. Ngân Quỳnh à, thanh thằng. Cưới làm vợ bé. Chớn quá. Hửi lẹ nó đi. Từ từ chứ. Hưởng thụ của từ từ chứ, làm gì gấp vậy. Bắt đầu rồi nè. Thấy lạ không? Sao rồi? Thấy trong người nó có cái gì lạ không? Trời ơi bà, tôi sợ mình thấy tôi làm như là như lửa đốt và là kiến cắn gần gần trong cái mặt luôn. Trời ơi, cái mặt luôn tự nhiên sao bây giờ nó giống như là bị dao cắt. Trời ơi, ủa sao giờ nó bình thường lại mà nó con người tôi nó khỏe khoắn quá vậy? Trời ơi, con người tôi không còn biết phải còn là tôi như ngày xưa. Sao bây giờ tôi cảm thấy như tôi là một người trai trẻ 19 tuổi. Chị là hiệu nghiệm rồi đó. Tôi dở mặt ra bà sẽ thấy bà hết hồn. Hiệu nghiệm dở mặt ra coi. Bà chuẩn bị đi. Quốc hòa. Thấy hồn phải không? Đẹp không? Y như cũ. À. Tôi thấy nó không có gì tiến triển hết trơn á. Ủa sao nó còn mấy cái nếp nhăn y nguyên vậy? Còn y nguyên. Ủa không lẽ lộn bông? Chắc có lẽ là trời ban cho tôi chứ mà trời ban sắc đẹp cho ông. Mà Không, tôi nghĩ vậy không trẻ là chắc lộn bông. Màu đỏ, hồi nãy tôi nghe ông nói hình như màu đỏ cái gì đó. Phải màu đỏ không? Màu đỏ, bây giờ tới tôi nè. Ôi trời, tôi miếng à. Bông hoa đỏ thắm xinh đẹp. Hãy đưa tôi trở về thời thiếu nữ ngày xưa. Nhớ nghe, lúc đó tôi mà trẻ rồi nha, đừng đi kế bên tôi nghe. Đi kế là tưởng ông là ba tôi đó. Chưa tôi cái nụ rồi. Chưa nụ chi? Ôi, bông hoa, hãy đưa tôi trở về thuở nhỏ nha, 16 nha, đừng có trở lại 14 lố, tôi chờ đợi lâu lắm á. Trời ơi, mới một hơi thở đầu thôi mà tôi nghe trong người tôi nó loan tỏa. Hình như là tôi hồi sinh trở lại vậy đó ông. Ôi, đúng là cái bóng rồi. Mới cái thứ hai tôi ông. Mà máu nó chạy rần rần từ ở dưới chân lên trên đầu. Trời ơi, đúng rồi. Tôi cảm thấy như là da tôi nó căng ra. Ông ơi, gì vậy? Cứu tôi với. Tự nhiên sao thịt da của tôi nó căng ra. Trời ơi, làm như nó muốn nứt ra vậy. Trời ơi ông ơi. Gì vậy? Hình như thịt da tôi nó căng ra rồi. Tôi đã trẻ lại rồi. Trời ơi, cứu tôi với. Cái gì vậy? Chú Lão Bá. Lão Bá ơi, chào Lão Bá. Lão Bá ơi, Lão Bá biết nhà con không? Nhà con ở tận xóm trên. Con tên là A Muội nè. Lão Bá chỉ đường cho con đi. Nhìn Lão Bá quen quá. Có phải Lão Bá là ba của con không? Trời ơi, con là Tiểu Muội nè.
Người ta gọi con là A Muội đó. Vậy hả? Dạ. Con là A Muội hả? Dạ, lão bá ơi. Bớt khùng. Nhìn đó con. Bớt khùng với A Muội. Thì không, con đâu có khùng đâu. Con trẻ trung xinh đẹp mà không gì. Lão bá chỉ con gì, sống trên nhà con trên á. Con là con của lão bá hộ. Trời ơi, tôi nói thiệt với bà là cái giọng bà này ở chút xíu mà. Mà cái mặt bà nhìn nó muốn đi điếu luôn à. Điếu gì? Nó vẫn già ngắt à. Cô thay mày đổi cái nào đâu? Y với cũ à. Phải không? Ờ. Sao kỳ vậy? Hồi nãy tôi nghe ông nói là cái bông đỏ mà sao giờ kỳ vậy? Sao ông lấy ông nói xạo đó. Ê ê, mà tôi nhớ rồi. Không phải. Chứ là gì? Không phải bông đỏ với bông vàng. Ông nói với mình là cái bông tím mà chùm chùm đó mới đúng bông đó. Chùm. Đi tìm coi có chung quanh đó. À, bà tốt quá, để tôi hủy trước nha. Thôi đưa tôi hủy trước. Trời ơi, tôi nói với bà là tôi là chồng, tôi hủy trước đi, rồi tôi cũng chuyện nhường cho bà hủy vậy. Hủy, ông hủy cái bông rồi còn lại mấy cái lúc tôi hủy cái gì? Có gì đâu, thì tôi 19 tuổi rồi, bà 37. Không được. Tôi với ông á, tôi chia ra, đứa con cái hủy. Không, bây vợ chồng mà. Mình đi tranh giành chỉ cái bông này. Vợ chồng mình cùng trẻ với nhau, vợ chồng mình cùng hạnh phúc với nhau. Mình mắc mớ gì, phải làm gì làm chi. Mình hít một lượt. Gì hả? Rồi mình trẻ một lượt. Điểm 1, 2, 3 hít nha. Ừ. 1, 2, 3. À! Trời ơi, dạ nhân. Dạ nhân cướp mỹ nhân, bơ người ta cứu tôi với. Dạ nhân. Bà khùng ha. Tôi là chồng bà với dạ nhân đâu. Ê trời ơi, đâu phải vợ tôi đâu. Như cái con khỉ này bỏ ra đây vậy. Trời ơi. Thì ra là ông hả? À đúng. Trời ơi. Trời ơi. Chị là sao đây? Ngứa quá. Tự nhiên cho tôi ông mọc lông vậy nè. Tại ông á. Tại bà đó. Ông ham đẹp chứ nghe lời người ta gạt mình. Hít cho dữ, hít cho nhiều vô. Bây giờ lông nó mọc ra thành kỷ là. Tại bà tham chi. Ừ. Ừ. Cuối cùng mới thành khỉ rồi. Ai bảo ở ác quá anh chị. Giờ quả báo thành khỉ đó. Thôi ông cháu mình làm xong nhiệm vụ rồi. Bây giờ về thôi. Về thôi. Điều. Ông vừa khỉ làm cái làng xuống quá. Nè, đi qua lấy cái cuốn kiện cho tôi. Đưa qua chỗ này. Đi qua lấy cái nhẫn qua đây. Đặt cái này qua cái dĩa cho tôi. Đặt cái dĩa cho tôi. Nè. Thấy được. Nghe em nói nè. Đứa nào ngồi ở đâu ngồi im lấy gì chưa? Không có được đi đi chưa? Ông đi vô này một chút. Ồ. Giao hồn mà sống con cá tiên. Mày về mày hộ độ mày giật mặt mày chỉ tên cái thằng nào mà bắt mày đó nha. Tao nói thiệt với mày á, tao móc mắt nó, tao mổ bụng nó ra. Tao nói thiệt mà tao không làm được cái điều đó đó hả? Là tao sẽ ở nhà nó suốt 3 ngày 3 đêm. Tao chù, tao rửa cho nó ói mật xanh, mật vàng, mật đỏ. Rồi nó thiệt với mày á, trời ơi, tao cho nó. Nghĩa là mình mẩy nó sưng phù lên. Rồi cái tự nhiên, cái tán quá trời ơi. Ê! Cái gì mà ông dùm mấy chỗ quan huyện ăn đường nó ăn như xác ba? Dạ, dạ bỏng không? Bỏ đi mất con gà. Rồi bây giờ bà đứng bà la làng vậy đó. Vậy hả? Quan ơi! Bà kia! Cái chỗ này quan đường người ta nghiêm trang, bà làm gì bà chửi với ai dùm ra? Tôi chửi với hồi nào? Tôi nói là tôi trình bày. Tôi thua kiện chứ tôi la lớn hồi nào? Vậy bà trình bày cái gì bà trình bày coi? Tôi bắt con gà. Bởi vậy tôi tới tôi trình quan nữa. Bà kiếm được con gà giùm tôi đây. Rồi bắt được cái thằng nào mà nó bắt con gà của tôi ra về đó.
móc mắt mổ bụng nó giùm tôi đây, đóng gông nó đây, cha ngỡ lại cha tôi tức quá. Im đi, nín đi, đừng có lao quá. Cái vụ này là tôi không có xử được. Ủa sao sao vậy? Mà phải quan xử mới được. Quan ơi. Ủa chứ không phải ông là quan hả? Tôi đâu phải quan đâu. Quan tử rồi, quan tử rồi. À, là quan. Đó. Dạ bẩm quan, con tới đây là để con kiện cáo cái vụ con mất con gà. Con... Ê nhỏ, xuống mày. Trời ơi, cái chỗ công đường của người ta vậy mà mày lên mày mày ngồi mày giỡn chơi hả mày? Xuống. Trời đất ơi, cái thằng nhỏ này biết xử chuyện cái gì mà đưa nó lên đây xử. Khủng lắm. Ta là quan cái thằng nhỏ gì? Quan hả? Tưởng ta nhỏ nhưng mà mặt ta già. Có chuyện gì mà la lối ôm sùm vậy? Dạ bẩm quan, cái chuyện này là cái chuyện... Có chuyện gì vậy? Dạ thưa quan, cái bà này bà có một cái vụ quan ức. Mà cái câu chuyện này á, vụ án này là tôi đã ghi chép ở trong này rồi. Trình quan xem xét, thụ lý rồi quan xử. Đó. Thôi để cho bà nói đi. Đừng để cho bà nói. Quan động đi, quan xử. Tại sao không để cho bà nói? Bà đâu có trình bày được. Bà cứ chửi sùm từ sáng tới giờ đó. Vậy ngươi trình bày cho tao nghe đi. Dạ, vụ việc như thế này nè. Cái bà này bà mất con gà. Rồi bà nghi dùm ai đó, ai bà cũng la chửi hết trơn. Trời, thậm chí tôi đứng đây mà tôi nghe còn không hết nữa đó. Rồi bà ơi. Nhưng mà bà mất con gà hay con vịt? Vô gian. Mất gà đi chuyện gà chứ mất chuyện vịt trong này hả? Trời đất ơi trời. Hả? Tôi nói vậy đó bà con nghe có được không? Tự nhiên xử rồi nói cái gì ra cái gì. Ông nội. Dạ. Mất con gà chứ mất con vịt nào? Để tôi bấm quan cho. Bấm cái gì cũng không ra cái gì hết trơn à. Dạ bẩm quan. Dạ thưa quan, cái chuyện này rất là quan ức cho con lắm quan. Số là con có nuôi một con gà mà nó được mẹ nó đẻ ra, nó hồi bên lớn gì nó bằng cái trứng đó. Con mới chờ cho nó nở ra rồi con nuôi tới bây giờ. Vậy mình nở lòng nào cái thằng khốn nạn nào, cái quân ngủ nào, cái thằng nào, cái thằng khốn nạn nó nở lòng nào nó ăn cắp cái con gà của con. Trời ơi nó im lặng. Ôi hiểu rồi, thấy chưa? Bà la không ạ? Giờ tao mới biết làm sao. Dạ. Ngươi không cho bà trình bày rồi. Dạ. Vụ án này căng. Ngươi tìm cách nào đuổi bà đi chứ. Dạ được, để tôi suy nghĩ. Bà, giờ tôi nói bà nghe nè. Sao? Cái chỗ này là chỗ quan lớn, công đường nghiêm trang của người ta. Bà đừng có la lối quá. Bà nghe tôi nè. Sự việc nó từ ở đây thủ lý rồi. Bà yên tâm, bà về nhà bà đi. Rồi 1-2 ngày sau đó, hoặc là 1-2 tháng sau, ở đây là bắt được con gà. Ai vậy? Trời Phật thánh thần ơi, tôi mất con gà, đáng lẽ là tôi tới đây kiện là phải xử liền cho tôi. Tại sao mà phải đợi tới 2-3 tháng nữa? 2-3 tháng nữa con gà tôi nó tiêu xác, nó còn có bộ lông không sao? Rồi làm sao tôi bắt được thủ phạm? Cái thằng nào tụi bay ngon ăn cắp con gà tao mới ra mặt đi. Trời ơi, tao nói thiệt mày, tao nhổ mày không còn mà khủng long nữa, tao thiệt chứ mày. Anh biết không? Biết không? Bây giờ thằng nào con nào ngon đi, răng ra mặt đi, kéo trận cho tao biết đi, là ăn cắp con gà của tao đi, rồi biết tay tao hả? Ủa sao họ không ai chịu nghe trơn? Bịch ông quan, trời ơi, ông bịch lỗ tai làm sao à? Ông nghe cái lời của tôi là ông phân xử cho hả? Im lặng. Bà đến đây nghe tôi xử hay là bà đến đây bà chửi tôi? Bà la lối sùm hết nè. Tức quá mà quan. Tức cái gì? Vụ án này hơi căng. Thôi xin giải lao 15 phút. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời? Trời ơi, quan nguyện mà tới đây mình xử dân cho dân, tự nhiên cái đồ nghĩ giải lao 15 phút. Bà con nghĩ coi sao? Người ta là cái người dân, người ta quốc ức, người ta có chuyện, người ta mới tới đây, người ta cầu xin xử lòng mà nở lòng nào. Ủa đâu mất tiêu chân rồi? Sao chạy trốn hết trơn hay sao vậy? Quan nói nghỉ 15 phút rồi. Giải lao cái gì? Đó bây giờ bà con nghĩ coi. Bà con cũng có quan ức, tôi cũng có quan ức, tới đây nhờ quan phân xử nở lòng nào. Trời đó là trời. Ông không chửi tôi hả? Tôi ngồi ngoài để tôi không có đi về đâu. Trời ơi, tại sao mới như vậy cháu hả? Phải phân xử cho tôi để tôi quất ức quá đây. Cái làm gì ngươi cười vậy? Ta đang điên đầu vì cái vụ bà mắc gà nè. Phải tìm cách nào để tìm ra thủ phạm đi. Ngươi cười hoài à? Dạ bẩm quan, điên đầu cái gì? Cái chuyện đó thật ra là nó đơn giản, nó dễ ợt hà. Cái gì mà mình khó nhất đâu. Dễ quá ha. Ta suy nghĩ hoài không ra.
Mà ngươi nói dễ dễ làm sao? Dạ bẩm quan, để tôi hiến kế cho quan cái này nha. Bây giờ vậy nè, quan cứ sai lính bắt cái bà đi, cho cái lính nó kèm cặp bà, rồi dân làng liên an quan người giá bà, giá bà, giá bà vậy. Hạ kế, chỉ có người hạ lưu như ngươi mới nghĩ ra kế sách đó thôi. Tính trả thù người ta hả? Người ta chửi ngươi, ngươi tính tát cho mỏ người ta. Không phải vậy, để tôi nói nhỏ cho quan nghe nè. Sau khi hội ý, bây giờ ta đã có cách xử vụ án này. Dạ, 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 xử liền bây giờ phải không quan? Trước khi xử vụ án con gà, xử tội bà trước. Hả? Trời ơi, tôi làm tao cái tội gì đâu xử tôi trời. Tôi đi kiện mà tự nhiên giờ xử tôi là sao? Im lặng. Im lặng. Dạ. Bắt bà ta lại. Không, tao lâu, tao lại, tao lại, tôi đâu có làm lỗi. Tôi đâu có làm tội lỗi gì đâu, tự nhiên bắt tôi chạy đó. Im lặng. Bà biết bà tội gì không? Tội náo loạn công đường, tội chửi bới sùm, tội hỗn láo với quan, dám kêu tôi bằng con nít. Dân chúng ở đây ai cũng đều chứng kiến. Bây giờ mọi người sẽ tán vào mặt bà một cái. Trời ơi, quan ơi, quan tội nghiệp, tôi già cả rồi, tán được cái kẹo cái hàm mà làm sao tôi ăn cơm mà quan ơi. Đỡ tuổi bà ăn cháo được rồi. Mọi người tát bà một cái, y lệnh. Nên cậu ơi, cậu làm ơn cậu đừng đánh tôi nha cậu, tôi già cả rồi. Cái miệng tôi la lớn thiệt nhưng mà tôi không có chửi tôi mấy người đâu. Tôi chửi cái thằng ăn cắp ăn trộm gà đó, nó quánh. Nó ăn cắp gà của tôi, chứ tôi không có dám như nói là nó xúc phạm gì nha cậu. Cô đánh nhẹ 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 chút kia. Cảm ơn. Nhẹ nhàng quá. Cô ơi, thương giùm tôi đi cô ơi. Tôi già cả lắm rồi, đừng đánh tôi lỡ cái xin bầm về. Chứ chồng con tôi nó chê tôi tội nghiệp với cô nha. Mang ơn quá mà. Cậu ơi, là tại vì tôi bức xúc quá tôi chửi cái thằng ăn cắp con gà tôi. Chứ cậu đám tuổi con của tôi, cậu thương tôi già cả. Đừng quýnh tôi mạnh tội nghiệp tôi nha cậu. Nhận mặt nào quýnh đi. Im gì đâu, giống như nụm bình vậy thôi. Nó im gì đó. Cậu ơi, cậu thương giùm tôi đi. Tôi bức ức quá mà. Tôi bức ức, tôi đào mồ thuốc mã cái thằng này. Nó ăn cắp con gà của tôi. Bởi vì tôi cho nó học máu mửa máu. Tôi đào ông đào cha, đào ông bà tổ phụ tôi đổ xuống sông hết. Chừng nào mà nó ra tôi thấy mặt của nó tôi múc con mắt nó. Trời ơi, cậu ơi, mặt nè, tôi đánh nhẹ nhẹ dùm cho cậu. Bắt hắn ta lại. Làm gì bắt tôi? Làm gì bắt tôi? Bắt ngươi vì cái tội mọi người đều tát bà ta rất là nhẹ, trong khi ngươi tát bà ta rất là mạnh. Chính quan kêu bắt tán mà. Đúng vậy, ta có kêu mọi người là tát thật mạnh vào mặt bà ta, vì bà ta rất là đanh đá và chửi bới nơi công đường. Nhưng người ta thương tình bà ta già cả sức yếu, lại bị mất trộm gà, cho nên người ta thương tình mà đánh nhẹ tay. Còn ngươi chính là kẻ trộm gà. Mấy ngày nay bà ta chửi bới đào mồ cuốc mã tên trộm gà, nay được dịp trả thù cho nên ngươi đã dùng hết bình sinh tát một tát thật mạnh vào mặt bà ta. Ta nói vậy có đúng không? Ngươi chính là tên trộm gà. Cô ơi, cô
tôi xin lỗi con nha cô. Con lỗi đứng vậy mấy nữa trời ơi, dơ bộ đồ đẹp của tôi hết trơn rồi. Để tôi hủi con, để tôi hủi. Thôi con bỏ cái gì mấy nữa. Tôi lần đầu tôi vô. Bà thì ghê quá. Trời ơi, tôi có làm gì ác đâu. Ngày rằm tôi cũng biết đi mua bông trái cây vậy tôi cúng. Trời ơi, tôi có ở ác đâu mà vậy với tôi với cái lùm đồ vô đi mua bông về cúng mà cũng bị vậy là sao trời. Thiệt thành cái bà này. Đi, bà đi, bà kia, lại em. Dạ. Chú Trắc ơi, đứng lại. Dạ, gì vậy cô, gì vậy cô? Lại đây. Lại có trước đông người đây, tôi cho mọi người biết. Trời đất ơi, tôi mất cái áo. À, nhìn. Bà con ơi, bà con bố này để giùm tôi nè, coi giùm tôi nè. Nở làm nào, ha ha. Cái áo ông vỏ ông tôi, con mẹ làm bồ đụng tôi cái giờ rớt ra. Cái áo tôi nằm vỏ mẹ là sao? Hả? Bà, cái gì bà ăn cắp áo tôi không? Ăn cắp áo tôi không? Bà con, có con nè, đây nè, cái mặt gì mà ăn cắp nè. Thấy không, thấy ghê không? Trời ơi, bà này lấy rồi, đúng rồi, bà kia đúng rồi. Không phải vậy đâu, không phải vậy đâu bà con ơi. Bà con nghe tôi nói đây nè. Tôi già cả rồi, nghèo thiệt. Nhưng mà tôi không có cái lòng tham như vậy. Áo này đó, đây nè. Áo này sao? Áo này là áo của tôi. Tôi đó là thợ mai. Tôi vừa mai xong, bây giờ á tôi đem giao cho người ta để mà tôi lãnh tiền. Rồi tôi còn mua đồ, rồi tôi mua gạo, mua đồ gì sắp gì cho lo cho con tôi. Thôi bà ơi, bà đừng có nói vậy. Tôi nói cho bà biết nha. Bà con nhìn đi, cái mặt bà vậy mà có cái áo đẹp vậy. Áo này của tôi. Đồ này là đồ của bà thôi. Bà con biết không, ở đây ai không biết tôi là chủ tiệm hàng giải nổi tiếng. Áo đẹp phải là của tôi, sao là của bà? Trời ơi, bà ăn gian vừa thôi nha. Tôi thưa lên, tôi la lên cho mọi người bắt bà bây giờ đó. Dạ không, tôi không có ăn cắp. Cô nói vậy là quan cho tôi lắm. Cô nói vậy là quan lắm. Cái áo này là áo của tôi. Áo của tôi. Dạ cái gì mà là áo của tôi? Áo của tôi, áo của tôi. Ê, trời ơi, anh Quang ơi. Áo của tôi, ông bà nói tôi, bà nói của tôi. Áo gì vậy? Anh Quang, nói anh Quang nghe nè. Trời ơi, anh Quang nghĩ coi, cái áo này của em. Lúc em đi vô đây nè, bà làm bộ đục em rớt xuống, bà lụm vô vỏ, bà bánh nước của bà. Đúng không bà con? Bà con này thấy anh vậy phải không? Trời đất ơi, bà sao bà già rồi, bà làm cái chuyện gì mà kỳ cục vậy? Dạ Quang ơi, Quang nói gì tội nghiệp tôi lắm. Cô này cũng nói như vậy chứ không phải vậy đâu. Cái áo này á, tôi là thợ mai. Tôi vừa mai xong cái áo này để mà tôi đem giao cho người ta. Rồi tôi còn mua gạo về nhà tôi sống nữa. Chứ tôi không có tiền. Bây giờ cô lấy rồi tôi lấy tiền rồi mà tôi đi việc áo của tôi mà. Ừ, thế gì thấy tội nghiệp quá. Dạ. Người ta chân chất thật thà vậy. Áo của tôi mà đâu phải của bà cô. Bà nói đâu. Vậy là cái lý rồi, bà nói có lý á. Trời ơi, anh Quang ơi, em nói với anh Quang rồi. Trời ơi, anh bác phải vừa thôi chứ. Ba hồi anh nói cái áo này của em và anh nói của mẹ nó, của này của ai? Của tôi lấy nè. Của tôi. Quang ơi, cái áo này là áo của tôi quá. Em đây đứng nghe nè. Bà con này nãy giờ thấy vậy phải không? Đúng rồi, này nói vậy đó. Đúng không? Áo có lý chứ. Đúng. Có lý. Cái người sang trọng vậy nè ha. Thì cái bộ đồ này, cái áo này là xứng với bà là của bà chứ đâu. Bà nói vậy à. Áo này tôi mới mai xong, bây giờ tôi đem nạp cho người ta đây nè. Quang ơi, tôi nghiệp tôi mừng quá, bây giờ tôi lấy cái gì tôi đền với người ta. Nói rồi nghe cảm động, cái áo này là của bà này à, này bà đi mai cho người ta mới giao mà. Trời ơi, đúng rồi. Anh Quang ơi. Gì nữa? Anh ba phải quá rồi anh Quang ơi. Ba hồi anh nói của bà này, ba hồi anh Quang nói của tôi làm sao vậy anh Quang? Hả? Trời, bây giờ không được, bây giờ tôi phải đi kiếm Quang lớn hơn. Tôi nói Quang lớn hơn sử dụng này mới được. Dạ. Giờ tôi chứng kiến vụ này mà tôi cũng không phải là quan lớn gì. Cái vụ này rắc rối chi tiết lắm. Bà con thấy vậy cũng chưa có xử được đâu. Tôi sẽ hướng dẫn chị với bà già này lên trên chỗ này có quan xử vụ này mới được. À, có quan xử quá. Ừ. Rồi. Vậy tôi mời bà con đi theo làm chứng giùm tôi. Đi. Bây giờ bà cầm cái này đi. Dạ. Cái này của tôi cầm. Trời, của tôi mà. Xuống đây, đi. Đi này. Quang ơi, bà đi theo tôi. Tôi bà chạy mất, tôi không ai mà làm chứng cho chàng. Bà con đi theo tôi. Đi mới được. Không chịu nổi mẹ này rồi. Người thiệt là rắc rối. Tự nhiên lôi hai bà để về đây và kêu phân xử dù chiếc áo. Mà giờ hai bà có cái áo mà, biết cái áo đó của ai vậy mà xử hả? Dạ bẩm quan, thật ra cái chuyện này nó rất là đơn giản, dễ dàng thôi. Chỉ có một vật là quan sẽ tìm ra người nào gian là người thật. Vật gì? Đây nè.
sau khi xem xét những gì hai người nói và cho lính lại điều tra thân thế của hai người, cả hai người đều có thể là chủ nhân của chiếc áo, nhưng chiếc áo chỉ có một, cho nên không thể có hai chủ nhân. Dạ dạ dạ, cái áo này là của tôi. Dạ của con. Dạ dạ của tôi. Trời trời, tôi nói hoài cái này của con mà Quang. Chiếc áo có thể của bà, cũng có thể của bà. Khó xử quá. Dạ Quang biết rồi, cái áo này là của con mà. Đúng, rất là có thể là của bà. Vì bà giàu có, chủ một tiệm vải thì sẽ có số tiền để may một chiếc áo rất là đẹp như thế này. Dạ. Còn bà này là bà thợ may, bà ta cũng có thể là may được chiếc áo đẹp như vậy, cho nên rất là khó xử. Áo này của con mà Quang. Vậy của con. Áo này là của con mà Quang. Trời ơi. Im lặng. Của con. Sau khi ta trằn trọc suy nghĩ thì chiếc áo không phải của bà này. Dạ đúng rồi. Quang, Quang, thanh minh, công liêm, chân đúng. Chính. Dạ. Ta thanh liêm, chính trực, công minh lắm. Dạ, 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 bẩm Quang. Bẩm Quang ơi, chiếc áo này là của tôi mà Quang ơi. Nhưng Quang xử vậy là tội nghiệp cho tôi đó Quang ơi. Bà, sao có cái áo này, cái áo đẹp là của tôi. Của tôi dạ, mà. Của con, Quang, của con. Dạ. Nhưng mà chiếc áo cũng không phải là của bà luôn. Dạ, 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 phải rồi đó. Dạ, không phải. Con này của con. Của con, của con mà, áo này của con. Nếu mà ta xử chiếc áo đó là của bà, thì bà này sẽ bị thiệt thòi. Còn nếu mà ta xử chiếc áo này của bà này á, thì bà sẽ bị oan ức. Cho nên ta quyết định. Lính đâu? Dạ. Lấy chiếc áo lên đây cho ta. Chiếc áo này rất là đẹp, đường may tinh tế. Dạ. Hoa văn rất là tuyệt vời. Lấy kéo cho ta. Dạ. Em có đem theo. Do chiếc áo này không phải là của hai người, cho nên ta quyết định sẽ cắt bỏ nó. Dạ dạ dạ, Quang, Quang, Quang đã nói là cái áo đẹp, đường nét tinh tế, thì Quang cũng biết giá trị cái áo là bao nhiêu rồi. Quang đừng có cắt, không có được đâu, uổng lắm. Dạ thôi, tôi đồng ý để nhường lại cho bà đi Quang. Ngươi chấp nhận bỏ và nhường lại chiếc áo này cho bà ta. Dạ. Thôi được, ta sẽ theo ý ngươi. Và chiếc áo này tôi sẽ trao lại cho bà. Dạ 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 dạ. Quang, bắt bà ta lại. Sao lại bắt tôi? Vì sao ạ? Chiếc áo này xét ra vô cùng giá trị. Từ tấm vải mai thành chiếc áo cũng trải qua nhiều giai đoạn, và người thợ cũng bỏ ra nhiều công sức và thời gian để hoàn thành ra nó. Chỉ có chủ nhân thực sự của nó mới tỏ ra xót xa và tiếc rẻ. Nếu mà thấy chiếc áo mình cắt ra thành nhiều mảnh, bà ấy thà mất đi chứ không nỡ nhìn ta xuống tay cắt bỏ chiếc áo này. Mà cắt đi. Cho nên chiếc áo này đích thị là của bà ta. Còn bà có thái độ dửng dưng khi chứng kiến chiếc áo bị cắt xén, nên đã tố cáo bà chính là kẻ gian tham. Lại Quang, lại Quang, xin Quang tha tội. Tại vì con nghèo quá nên con nghĩ bẩn, con nhận đại. Quang ơi, xin Quang tha tội cho tôi. Thôi được rồi, sau khi xem xét hoàn cảnh của bà và bà tuổi già sức yếu, chỉ vì một phút nông nổi để xin lòng tham, cho nên ta xử bà. Hãy cầm chiếc áo lên và hãy trao trả chiếc áo và xin lỗi chủ nhân của nó. Dạ dạ dạ, cầm lại Quang, cầm lại Quang. Dạ con nghe lời Quang. Con đừng ngồi, con nói cho con. Thầy quá. Trời ơi, tại sao ngươi ngồi đây? Ngươi tìm được cách chưa? Bây giờ ta không biết thủ phạm mà lấy cái pho tượng đồng đen là ai nè. Còn ngươi ngồi đây thảnh thơi chơi với thóc hả? Giờ ta đang rối trí nè, không biết á là thủ phạm lấy pho tượng là ai nữa nè. Những hạt thóc này sẽ giúp cho Quang tìm ra kẻ nào ăn cắp cái tượng đồng đen. Ngươi nói cái gì? Những hạt thóc này? Dạ. Pho tượng đồng đen được cất kỹ trên bệ thờ cao, phải bắt thang mới lên lấy được. Chùa thì thường xuyên có người lạ ra vào cúng tế, cho nên người lạ không thể nào dám lấy. Bây giờ ta khẳng định
người lấy pho tượng Phật chính là một trong những người ở trong cái chùa này. Dạ bẩm quan, nghe điều quan nói thật là xấu hổ. Tôi đây không biết dạy đệ tử, xin quan phán cho rõ ràng để mọi việc được minh bạch. Nông nổi quá, ở nơi tôn nghiêm vậy mà dám làm cái điều sằng bậy vậy à? Trật tự, trật tự. Đương nhiên ta sẽ có cách. Cách của ta có được chính là thần linh mách bảo. Lính đâu? Dạ. Vào trong lấy cho ta một ít thóc đã ngâm nước sẵn. Vì ta nghi ngờ người lấy pho tượng chính là một trong những người trong cái chùa này, cho nên tất cả những người ở trong cái chùa này, từ người ăn kẻ ở không trừ một ai, hãy tiến lên đây lấy vài hạt thóc và nắm thật chặt trong lòng bàn tay, đi đúng 3 vòng trong chùa, thần thánh hiển linh, hạt thóc trong tay kẻ trộm tự động sẽ nảy mầm, còn người vô can thì không. Và nhớ phải đi đúng 3 vòng, vừa đi vừa niệm Phật. Lúc đó hạt thóc của người nào nảy mầm, người đó chính là kẻ trộm lấy pho tượng. Bây giờ ta đã biết thủ phạm là ai. 1, 2, 3, 4. Lính đâu? Dạ. Bắt người thứ tư lại cho ta. Đúng rồi. Ngươi, chính ngươi là thủ phạm lấy pho tượng Phật. Dạ thưa quan, thưa quan tha lỗi cho con. Thưa mọi người tha tội cho con. Thưa mọi người tha tội, thưa quan tha tội cho con. Thưa bạch thầy. Trời ơi, ngươi dám làm điều sằng bậy đến như vậy à? Dạ bạch thầy, tại vì con chốt dại. Chốt dại cái gì? Ngươi thật là quá đáng. Bây giờ pho tượng ở đâu? Dạ thưa quan, pho tượng con còn để ở trong phòng của con á. Xin quan và bạch thầy mọi người tha tội cho con đi. Xin tha tội cho con, xin tha tội cho con. Thần thánh hiển linh đã chảy ra cho bằng được kẻ làm điều sằng bậy như vậy. Thực ra chỉ là một mẹo vặt mà thôi. Khi nghe ta nói vậy, kẻ trộm có tật giật mình, mọi người vô can đều thản nhiên nắm thóc mà đi. Chỉ riêng hắn, hắn sợ bị phát giác cho nên vừa đi vừa hé nhìn xem hạt thóc có nảy mầm hay không. Thế là tự dưng lại ông tôi ở bụi này. Cho nên ta chắc chắn một điều, hắn chính là thủ phạm. Xin quan tha tội, xin quan tha tội. Không sao, mấy đứa đừng có làm cái lần lần vậy. Bây giờ mấy cháu chạy ra ngoài chợ đó mua giùm ông mấy cái thuốc nam với nhau. Ông bố cái chân về là nó hết đau rồi chồng. Dạ. Dạ.